TSS Chương 81, Vài phụ tốt nhất. Nhiệm vụ mới nhất định là phải làm, nhưng làm như thế nào là tốt nhất? Nhâm Hòa xuyên việc trở về ngoại trừ hứa nặng. Đoạn tiểu lâu ra cũng không có người nào khác có thể gọi là bạn tốt, cho nên cũng sẽ không có người cùng đi uống cà phê, không có xã giao khác. Hứa nặc lúc này phòng trường ở nhà cũng đủ nghẹn khuất, nghe nói cha hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn học hành, ngay cả công việc làm ăn cũng không làm, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Người cha hứa nạc này tuy rằng tâm ngoan thủ lạc, nhưng vẫn yêu con trai, tuy rằng phương thức yêu có chút khác biệt. Hứa nạc hai ngày nay buổi tối gọi điện thoại cho Nhâm Hòa, sắp sang năm mới rồi. Ba tớ cũng đã gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp. Cậu nói xem có xảy ra chuyện gì không, vạn nhất Lý Lạc Hà bỗng nhiên tỉnh táo lại thì làm sao bây giờ? Cậu nói cho tôi biết làm sao bây giờ. Nhậm Hòa vui tươi hớn hở nói, lúc ba cậu cầm điện thoại lên, cậu liền yên lặng hướng cửa nhà tới gần chú ý quan sát sắc mặt của ông ấy nếu ông ấy không có ý tốt nhìn cậu cậu liền chạy nhanh hứa nạc bên kia trầm mặc một hồi cũng sắp khóc có thể nói gì dễ nghe không cậu đừng dọa tôi được không ai lực bất tỏng tâm a nhậm hòa ở đầu dây điện thoại bên này cười muốn chết chính mình nếu như không phải xuyên qua sống lại đại khái vì thành tích khổ não cũng có chính mình một phần nhưng hiện tại hắn thật là không có cách nào cùng tiểu mập mạp đồng bệnh tương liên cái loại chuyện thời học sinh lừa gạt cha mẹ nhâm hòa đã làm không ít có một lần sắp đến ngày nhà giáo trốn học đi tiệm nét chơi mộng ảo tây du buổi trưa lúc về nhà liền thấy mẹ ngồi trên ghế sofa bình tĩnh xem tv thấy nhâm hòa trở về liền hỏi hắn buổi sáng học lớp nào nhâm hòa nghiêm trang nói hóa học vật lý ngữ văn toán học kết quả mẹ nhậm sách gậy đi tới buổi sáng mẹ đi tặng quà ngày nhà giáo cho chủ nhiệm lớp con kết quả phát hiện con căn bản không đi học còn hóa học vật lý ngữ văn toán học mẹ thấy con thiếu đòn rồi thật sự là một đoạn chuyện cũ không chịu nổi cậu nói lúc đi học sao lại nhiều chuyện đầy hối ức như vậy giống như nhà hứa nặc ba cậu ấy dạy dỗ con trai ai có thể quản được nhâm hòa chỉ có thể làm bạn xấu tốt nhất hà hê khi người gặp họa hắn dự định buổi trưa đến quán một mình ăn lầu thịt dê nhúng rồi đi lạc hà đông bơi như vậy hẳn là trên người cũng ấm áp kết quả vừa vào quán liền thấy hạ vũ đình đoạn tiểu lâu hoàng phủ chuộc nhật ba người này đã ở đó Hoàng Phủ Trục Nhật nhìn thấy Nhâm Hòa, hắn rõ ràng còn nhớ rõ Nhâm Hòa dứt khoát chào hỏi này. Nhậm Hòa những mày, cái này mợ nó là ngay cả tên của mình cũng không nhớ kỹ a. À. Chỉ nghe Hoàng Phủ Trục Nhật chào hỏi nói, em cũng tới ăn cơm, em đi một mình sao? Ừ, một mình tôi. Nhâm Hòa cười cười hồi đáp. Lần này đến phiên Hoàng Phủ Trục Nhật ngây ngẩn cả người, một người tới ăn lẩu, có cá tính, tới ăn cùng đi. Chúng ta liền ba người, em ngồi bên cạnh chị Vũ Đình. Nhâm Hòa suy nghĩ một chút cũng không có gì phải cự tuyệt liền cười đáp ứng. Được. Mới vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi thơm từ bên hạ vũ đình bay tới, giống như là mùi hoa mai trong tuyết đánh úp lại. Từ sườn mặt nhìn qua hạ vũ đình quả thật rất đẹp, có loại tướng minh tinh, bất quá nhâm hòa không quá để ý. Đoạn tiểu lâu tò mò hỏi, mấy ngày nay em đi đâu? Đi kinh đô một chuyến, nhâm hòa giải thích, hai ngày trước vừa trở về cũng không ra khỏi cửa. Vừa nhắc tới kinh đô hoàng phủ chụp nhật lên tỉnh táo, các cậu nghe nói không? Kinh đô có hai học sinh trung học đem vương quyền cho đá. Còn một hơi bày ra năm ca khúc mới, cái này còn chưa tính xong. Châu bò nhất chính là, hai học sinh trung học này hát xong liền hoàn toàn biến mất. Nhâm hòa liền vui tươi hớn hở nghe, hắn cảm thấy mình phải cùng mập mạp này kết giao bằng hữu. Quả thực chính là một tên vốt mông ngựa rất có tiềm năng, chính mình mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm đều sẽ bị vô hình chung được khen một trận. Nghe nói, hạ vũ đình nhàn nhạt, nhạt gấp một đũa thịt dê đặt vào trong bát nói, hiện tại đám học sinh ở trường chúng ta đều điên rồi mấy fan hâm mộ kia mê chịu nỗi loại chuyện này thật sự là hâm mộ không được chúng ta muốn nổi tiếng mỗi ngày đều phải vất vả chạy đến trường quay chờ đợi một nhân vật có tầm ảnh hưởng xuất hiện thì phải cảm tạ trời đất có đôi khi chờ các nhân vật tai to mặt lớn chính là một ngày kết quả hai học sinh trung học người ta giống như trời sinh phải làm người nổi tiếng vậy dễ dàng thu hút sự chú ý trong lúc này tôi có thể can đoan hai học sinh trung học này tuyệt đối không đơn giản như vậy nắm chắc lòng người tuyệt đối đúng chỗ cái gì muốn học tập thật tốt đều là lý do. Người ta chính là áp chuẩn tầm mắt của các cậu. Chỉ cần biến mất trong mắt các cậu, các cậu đảm bảo vô cùng suốt ruột tìm. Đây là cái gì? Đây là thủ đoạn. Ít nhất cậu bé kia tuyệt đối không đơn giản như vậy. Các cậu hiện không có. Chuyện gì cũng là cậu bé kia ra mặt giải quyết. Lúc tôi nhìn thấy việc này đã suy nghĩ. Hiện tại học sinh trung học làm sao lại xuất hiện yêu nghiệt. Cô gái kia cũng may mắn có được một người bạn trai như vậy. Bài hát cũng đều do bạn trai viết a à, cái này cũng rất thú vị nhâm hòa cân nhắc hạ vũ đình một sinh viên năm nhất liền thấu hiểu rõ ràng như vậy phòng trường cũng không phải là người đơn giản gì hoàng phủ chuộc nhật nở nụ cười sao em ghen tị với người ta à hạ vũ đình cũng không kiêng rè không thể nói là ghen tị năm bài hát của bọn họ kinh diễm bằng không mọi người hiện tại cũng sẽ không thảo luận bọn họ đây là thiên phú người bình thường không sánh được nhưng hâm mộ tuyệt đối là có tôi nghe nói thổ hào kia đã mua bản quyền côn luân còn chưa ký hợp đồng nhưng mười phần đã xác định nghe nói tập đoàn báo chí kinh đô trực tiếp cùng người này liên doanh mở công ty con dự định cùng nhau quay bộ côn luân này lập tức bắt đầu chọn nhân vật đến lúc đó trong trường học lại lục đục với nhau ngẫm lại đều phiền vậy cậu còn muốn làm diễn viên như vậy sao hoàng phủ chuộc nhật chiêu chọc nhà cậu cũng không thiếu tiền liều mạng làm gì này ta nói anh không có chút tiền đồ a à? anh có thể cả đời gặm cha anh a à? hạ vũ đình vẻ mặt không muốn thấy nói đi lên con đường này ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiên quân vạn mã lý giết một con đường máu đi ra, vài năm sau tỷ tỷ đây cũng phải là tai to mặt lớn. Không thể không nói, nhâm hòa cảm thấy loại người như hạ vũ đình kỳ thật rất thú vị, không thanh cao không xấu xa, biết mình muốn cái gì cũng nguyện ý đổ mồ hôi công sức mà phấn đấu. Kỳ thật người bình thường chính là như vậy a, à, anh không thể trông cậy vào ai cũng là người coi tiền tài như rác rưởi. một quyển sách của á đương tư mật dày như vậy. Kỳ thật quan điểm quan trọng nhất chính là Mỗi người đều là vì lợi ích của mình mà ích kỷ. Mỗi người sống tốt với lý tưởng của mình, xã hội có thể tiến bộ. Anh muốn nói mỗi người đều phải trí công vô tư, nền tảng kinh tế học liền trực tiếp bị anh phá hủy. Sống cả đời chính là muốn chính mình sống càng tốt càng có ý nghĩa. Nói cái gì bình đẳng, cái gì giúp đỡ mọi người cùng phát triển, xin đừng xem ta như nghe con có được không. Lúc mọi người ăn cơm chưa xong vài người còn trao đổi số liên lạc với nhâm hòa, mặc kệ là hạ vũ đình hay hoàng phủ nhật đều cảm thấy thiếu niên học sinh trung học này thật sự rất có ý tứ chỉ cần nói một hai câu cũng có thể nói tới điểm chính của câu chuyện còn về chuyện tuyển diễn viên côn luân có lẽ nhâm hòa có thể giúp hạ vũ đình một chút nhưng mà không thân cũng chẳng quen nên hắn không tính làm như vậy kể cả đã là bạn bè người ta có cần sự giúp đỡ của bạn hay không cũng là một vấn đề hơn hết nếu nhận lời mà giúp đỡ không được thì chẳng phải tự đánh vào mặt mình sao nhâm hòa chỉ là một tác giả sáng tác cũng không phải chuyên gia làm phim gì cả Đương nhiên, nếu có thể thuận miệng giúp đỡ thì cũng là việc nhỏ, không tốn sức. Tiền cơm là do Hoàng Phủ Nhật trả, Nhâm Hòa cũng không để ý. Ở trong mắt người ta bạn chính là một học sinh trung học mà thôi. Một cái học sinh trung học nghèo mà cứ một hai phải tranh trả tiền cơm với người ta thì cũng không ổn thỏa, giả bộ nhà giàu làm cái gì chứ. Về sau mời người ta lại là được rồi, hơn 100 đồng tiền mà thôi, cũng không đến mức là nợ người ta ân tình. Lúc mọi người chia tay đoạn tiểu lâu có gọi hắn lại hỏi xem chiều nay Nhâm Hòa có muốn đi xem phim cùng mấy người bọn họ không? Kết quả Nhâm Hòa trực tiếp từ chối, hắn còn vội đi làm nhiệm vụ nữa mà, sắp tới 2 giờ chiều rồi, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Vào lúc khác thì nước sẽ lạnh hơn, hơn nữa trong hai ngày nay dự báo sẽ có tuyết, nếu mà thực sự tuyết rơi, đến lúc đó không cẩn thận hắn sẽ đóng băng mất. Loại chuyện bơi trong mùa đông này thực sự không phải trò đùa. Hơn nữa hắn bị buộc phải lựa chọn địa điểm bơi trong sông Lạc, nơi đó cũng không phải bể bơi công cộng, sẽ không có huấn luyện viên chú ý, khả năng chết thật sự rất cao. Hôm nay thời tiết sáng sủa là cơ hội thích hợp nhất rồi, hắn tới bên cạnh bờ sông Lạc, nhâm hòa hít một hơi thật sâu. Hắn không nghĩ đến thời điểm này mà bờ sông vẫn có nhiều người già và trung niên đến câu cá như vậy. Nhưng thành thật mà nói câu cá mùa đông là một hoạt động không tồi, bởi vì mùa đông mặt trời không gắt, tìm một nơi hướng về mặt trời mà ngồi xuống cũng không có ảnh hưởng cá cắn câu hơn nữa câu cá ở bờ sông thu hoạch thực sự không tồi chỉ cần phao vừa động thu dây lại là tuyệt đối có cá cắn câu nhưng mà nhâm hòa không biết điều này hắn còn tưởng rằng mùa đông sẽ vắng lặng bờ sông sẽ không có quá nhiều người cái này thì làm thế nào bây giờ còn muốn bơi hay không đây bơi mặc kệ nó dù sao mọi người đều là người cao tuổi ai cũng đừng muốn cười nhạo ta hơn nữa hắn có mặc quần bơi không phải trần truồng lúc hắn đi vào bờ sông thì nghe thấy mọi người đang khoe xem ai câu được cá to hơn nhâm hòa ở đằng sau bọn họ vừa vận động thân thể vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm thấy nhâm hòa làm như vậy có người cười nói thời tiết này còn tới bờ sông rèn luyện thân thể thật khó có được đến 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 nhóc con ngươi hãy làm trọng tài xem chúng ta ai câu giỏi nhất mặc dù lão vương câu được bốn con cá nhưng cũng không có to bằng ba con của ta theo lý mà nói ta mới là người thắng chứ tuy rằng tiếp trước nghe không ít câu về già khó tính tranh luận với nhau không ai chịu nhường ai nhưng nhâm hòa cảm thấy bọn họ quả thực có chút đáng yêu càng lớn tuổi càng giống trẻ con vậy thậm chí tính hiếu thắng một chút cũng không giảm nhâm hòa cười nói các bác câu cá mà còn phải xem ai đứng thứ nhất à ta không muốn cùng hắn so đo đâu nhưng hắn nói kỹ thuật câu cá của hắn tốt hơn của ta người lại đây ta kể cho ông lão này giải thích nhưng mà khi hắn chuẩn bị tiếp tục nói tiếp hắn lại phát hiện nhâm hòa bỗng dưng bắt đầu cởi quần áo nhóc con hãy mặc lại áo khoác đi bờ sông rất lạnh đấy đừng nên cởi quần áo như vậy đang nói một nửa thì thanh âm của ông lão này bỗng nhỏ dần lại hắn ngay từ đầu cho rằng nhâm hòa rèn luyện thân thể bị nóng quá nên muốn cởi quần áo kết quả hình như có gì đó hiểu lầm thì phải mợ nó đây là muốn cởi sạch đồ đây mà mất nhìn thấy nhâm hòa đã bắt đầu cởi đến quần rồi nhóc con ngươi có gì khúc mắc thì nói với mọi người đừng có làm ra chuyện gì nhé ông lão này đều lúng túng, nhìn cảnh này thật giống như là muốn nhảy sông tự tử, giới trẻ hiện nay bị sao vậy? Bọn họ còn không có tưởng tượng đến chuyện nhâm hòa muốn bơi vào mùa đông, bởi vì thời tiết lạnh như vậy, sẽ không có nhiều người dám đi bơi mùa đông, nên bọn họ cũng không suy nghĩ theo phương diện kia. Báo cảnh sát ư? Gặp chuyện như vậy có lẽ lên báo cho cảnh sát chứ? Nhâm hòa giờ khóc giờ cười nhìn mấy người, mắt thấy ngay cả điện thoại di động cũng bỏ ra để chuẩn bị gọi cảnh sát, hắn nhanh chóng giải thích. Mọi người đừng hiểu lầm, cháu là muốn tới đây để bơi vào mùa đông là bơi vào mùa đông đấy ngài cũng biết chứ để cường kiện thân thể bởi mùa đông thời tiết như vậy mà bơi mùa đông ư bị điên rồi à nhâm hòa cũng không có muốn bơi nhưng mà đây là nhiệm vụ mà thiên phạt hệ thống công bố hắn cũng không có cách nào khác mặc kệ những người kia nghĩ thế nào hắn trực tiếp đi đến bờ sông dùng mũi chân thử nhiệt độ nước mở nó lạnh như vậy hắn tự nhiên không muốn nhảy xuống chỉ là không nhảy không được nhâm hòa cắn răng kiếp trước bơi mùa đông đã trở thành một hoạt động giải trí người khác dám làm chẳng lẽ bản thân lại không dám nhảy Bùng một tiếng nhâm hòa quyết đoán nhảy vào trong nước người cũng làm nóng đủ rồi quần áo cũng cởi rồi nếu là ở trên bờ để gió làm lạnh người thì thực sự xong đời nhâm hòa ở trong nước bỗng nhiên nhớ đến một cái tin tức một người đàn ông ở đông bắc ngâm mình trong nước lạnh mấy chục phút kết quả mất đi năng lực đàn ông chính mình sẽ không bị xui xào như vậy chứ dòng nước lạnh lẽo vờn quanh hắn như những chiếc dao bằng băng đang muốn xé rách làn da cùng cơ bắp của hắn bơi mùa đông thực sự là chuyện tôi luyện ý chí của con người một người tay nắm cục đá có thể nắm được bao lâu đại khái chỉ tầm khoảng 10 giây là không thể nhịn được đau đớn mà buông tay ra mà hắn lúc này như bị một khối băng không lồ bao lấy từng phút từng giây trôi qua hắn đều có suy nghĩ muốn lên bờ ở trên cánh đồng tuyết nếu như chó tuyết bị rơi vào nước đá sẽ bị chủ nhân của nó trực tiếp từ bỏ bởi vì người nếu đi xuống cứu cũng sẽ chết Nhâm Hòa cảm giác nhiệt độ tay của chính mình sắp xuống âm độ rồi, ngay cả nhịp tim cũng càng ngày càng chậm hơn. Chỉ là Nhâm Hòa còn chưa thể lên bờ, hắn nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ chống nước của hắn. Một phút, hắn rút cuộc hiểu được câu nói sống một giây dài bằng một năm. Nhưng mà ở phút thứ tư, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân nhiệt của mình càng ngày càng cao. Sao lại thế này? Nhâm Hòa bỗng nhiên nhớ tới hình như bản thân cũng từng có trải nghiệm như vậy. Chính là ở kiếp trước lúc học cấp 3, mùa đông không có nước ấm tắm, hắn to gan dùng nước lạnh để tắm. Cứ tưởng rằng sau khi tắm xong thì sẽ thấy rất lạnh, kết quả là cả người cảm giác nóng bỏng. Đúng rồi, hình như có lần chơi ném tuyết cũng có cảm giác như thế này, rõ ràng là sờ vào tuyết lạnh muốn chết, nhưng mà một lát sau thân nhiệt lại càng ngày càng cao. Cho nên khi hắn ở trong nước đến phút thứ năm, hắn ngược lại không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng nhâm hỏa biết do tình huống như vậy là do cơ thể của mình tự sinh ra nhiệt để bảo vệ, hắn không thể kiên trì được lâu. Nhâm hỏa từng nghe qua có người leo núi tuyết, Kết quả bị nhốt ở trên núi, sau khi lạnh cả một ngày thì sẽ cảm giác cơ thể bị nóng ra lên, lúc này tuyệt đối không thể vì nóng mà cởi quần áo, vì nếu cởi thì sẽ lập tức lạnh xuống, chỉ cần cởi ra thì sẽ chết không thể nghi ngờ. Lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, cố gắng chịu hết 5 phút liền chạy lên bờ. Mà lúc này Nhâm Hòa cười khổ, hắn một bên dụng tâm để bơi lội, một bên nghe trên bờ mấy ông lão hô to gọi nhỏ, quả thực là nhức hết cả trứng. 198321 thời gian vừa đến nhâm hỏa trực tiếp nhảy lên bờ dùng khăn lông đã chuẩn bị sẵn lau khô toàn bộ người sau đó nhanh chóng mặc quần áo của chính mình lên mặc dù quần áo không có độ ấm nhưng khi mặc trên người sẽ có cảm giác ấm áp đến lúc này thân thể của hắn lại bắt đầu lạnh trở lại run rẩy lần này chính mình thực sự là lấy tính mạng ra để làm nhiệm vụ mà làm ơn có cách nào đổi thế giới khác cho ta xuyên qua được không ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng ba cái pháo đùa dai không có sát thương đây là khen thưởng của nhiệm vụ lần này ư? Nhâm Hòa khó hiểu. Pháo đùa dai là cái gì? Còn đặt tên phong cách Tây như vậy để làm gì? Mợ nó đây chỉ là pháo đốt mà. Chính mình cần pháo để làm gì? Chẳng lẽ sắp đến Tết âm lịch rồi nên thiên phạt hệ thống thưởng cái này cho mình ư? Hơn nữa còn khen thưởng ba cái pháo đốt để mình chơi. Chơi cái đầu ngươi nhé hệ thống. Nước sông 2 độ C, chính mình phải ở trong nước bơi 5 phút. Sắp bị đông cứng rồi mà hệ thống còn thưởng ba cái pháo đốt nhâm hòa thực sự hoài nghi có phải hay không thiên phạt hệ thống đang cố ý chỉnh hắn khen thường lần này không phải là vật phẩm tưởng tượng như thuốc kích thích nôn mửa mà là đồ thật trong tay của hắn lúc này đang cầm ba cái pháo giấy to như cánh tay trẻ con bên ngoài trang trí rực rỡ thoạt nhìn qua thật giống như là pháo để chúc mừng chúc mừng cái đầu ngươi trong lòng nhâm hòa lúc này cực kỳ khó chịu đến bây giờ toàn thân hắn còn đang lạnh run đã thế hệ thống còn cho hắn khen thường như vậy quả thật là làm hắn không thể nuốt trôi về đến nhà hắn tiện tay ném ba cái pháo giấy ở cạnh tivi lập tức đi tắm nước nóng rồi lại đi nấu canh ngừng và giã đông sủi cảo trong tủ nhưng thật sự hiện tại tố chất thân thể của hắn thật sự rất tốt mặc dù ở trong nước lạnh như vậy tận 5 phút nhưng mà không hề có một chút dấu hiệu bị sốt hoặc bị cảm tự hồ sau khi điểm tố chất thân thể của hắn đạt 5.24, ngay cả hệ miễn dịch cũng đã viễn siêu người bình thường rồi cũng không biết năng lực về phương diện kia của hắn như thế nào ha <laughs> ha Nhâm Hòa bị ý nghĩ của hắn chọc cười. Lần này hắn đi ra ngoài mấy ngày tuy nhiên ba mẹ của hắn căn bản không phát hiện được, vì bọn họ cũng không có trở về nhà lần nào, sắp nghỉ ăn Tết. Cha của hắn bận rộn chạy về quê thăm nhà, chúc Tết các đồng hương, còn mẹ hắn thì đang vội vàng kết toán cuối năm của công ty, phát tiền thừa cho công nhân, mở cuộc họp thường niên, hơn nữa cũng phải chúc Tết các quan chức máu mặt, đương nhiên có mặt mũi của cha hắn nên thường thường mọi chuyện khá thuận lợi. Chờ đến sát Tết âm lịch bọn họ sẽ trở về ăn Tết, Đến lúc đó các họ hàng thân thích bình thường không liên lạc qua cũng sẽ xuất hiện. Cha của hắn cũng là trưởng tử của nhà họ Nhâm, Nhâm Hòa còn có hai cô và hai chú nữa, mà Nhâm Hòa cũng là trưởng tử trong nhà. Cho nên trong tình huống bình thường thì mọi người sẽ đến nhà Nhâm Hòa ăn cơm tất niên. Ở trong nhà Nhâm Hòa bối phận vẫn rất quan trọng, tên của những người đồng lứa tuổi đều sẽ có một từ đặc biệt bên trong. Ví dụ như Nhâm Hòa tên gọi trong nhà là biên nhận bối, tên khai sinh nguyên bản của hắn là Nhâm Lập Dân cái tên này thực sự là rất bình dân, độ phổ biến thậm chí có thể so sánh với nước thuốc nôn mửa. Sau này mẹ của hắn thấy khó nghe quá mới đổi lại thành nhâm hòa, ngụ ý là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ một điểm này thôi nhâm hòa cảm thấy đây tuyệt đối là mẹ ruột của mình, cực kỳ tuyệt vời. Mấy ngày nay nhâm hòa thông qua dương tịch biết được, buổi tối hôm nhâm hòa chạy chối chết thực sự cực kỳ nguy hiểm. Tôi như khanh nổi điên muốn truy sát hắn, hiện tại nhâm hòa đã là nhân vật số một trong sổ đen của người ta rồi hắn nghĩ lại mà vẫn còn sợ thật may hắn nhanh chân chạy trốn tôi như khanh thậm chí còn muốn chuyển trường cho dương tịch nhưng thật vất vả mới liên hệ được dương ân ở bên nước ngoài kết quả bị dương ân từ chối nhâm hòa cảm thấy chờ cha vợ tương lai của hắn trở về nhất định phải uống với nhau hai ly hắn cũng không nghĩ tới người ta có nguyện ý cùng hắn uống hay không thời gian bất chi bất giác tới cuối năm cha mẹ của hắn thật sự rất ăn ý trở về nhà trước giao thừa một ngày kết quả nhâm hòa còn không kịp cao hứng thì bị mẹ nhâm lôi đầu ra nói tiền mừng tuổi của con không cần tiêu linh tinh biết không mẹ giúp con giữ trước chờ con trưởng thành sử dụng nhâm hòa hít một hơi thật sâu hóa ra là ngài nhớ đến chuyện này may mà hiện tại chính mình có thể kiếm ra tiền bằng không năm nay phải như thế nào cũng không biết kiếp trước chính mình làm sao có thể chịu đựng được nữa sau đó chính là thời gian chuẩn bị đồ cho Tết âm lịch một nhà ba người đều chạy tới siêu thị mua 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 thấy cái gì liền mua cái đó không phải cha mẹ hắn không thể nhờ cấp dưới mua mà là hai người thực sự cảm thấy là nhiều năm không trở về nhà tự thân chuẩn bị cho có chút không khí đón tết chờ đến buổi sáng giao thừa mẹ hắn bắt đầu liền nổi lửa nấu ăn làm cá viên chiên bận suốt cả một ngày tới buổi tối mới có thể ăn tất cả mọi người trong gia đình chung tay làm một bàn toàn đồ ăn nhưng hòa nhàn rỗi không có việc gì bỗng nhiên nhìn tới ba cái pháo đốt ở cạnh tivi cũng không biết rốt cuộc cái pháo đùa dai này là đùa như thế nào thật sự hắn không có cách nào tưởng tượng ra được không biết ý tứ của từ đùa dai này, chẳng lẽ là nổ mạnh đến nỗi có thể dọa người khác sao? Vậy cũng không phải là trò đùa dai rồi, điểm mấu chốt nhất của đùa dai là không làm người khác bị thương. Hắn tin tưởng về phương diện này thì thiên phạt hệ thống sẽ tự có chừng mực, còn đặc biệt chú thích là không có sát thương. Hay là nó sau khi nổ tung thì biến thành chú hề dọa người nhỉ? Nhâm Hòa quyết định đi thử một lần, hắn cầm một cái rồi chạy xuống lầu, chỉ là khi tới dưới lầu thì hắn lại do dự, phải thử như thế nào đây? lấy tính cách danh ma của nhâm hòa để chính hắn đi thử khẳng định là không nguyện ý ngộ nhỡ dọa sợ chính mình thì phải làm sao bây giờ vừa đúng lúc ánh mắt nhâm hòa quét qua mấy đứa trẻ đang hăng hái nổ pháo ở trong sân nổ cạnh xe ở trong sân đã đành bọn nhóc này còn ném vào nhà người ta chỉ nghe sau tiếng nổ là tiếng thét chói tai của chủ nhà quả thực là hư đốn loại trẻ như vậy không trị thì sao được nhâm hòa bỗng nhiên cảm thấy hắn thật là trượng nghĩa hắn vui cười hớn hở đem pháo đốt cầm tới đoạn đường bọn nhóc con này chắc chắn phải đi qua rồi để đó lúc mà đám nhóc con này đi qua thì dừng lại nhìn ồ sao ở chỗ này có cây pháo to như vậy mà lại không đốt chứ là ai để quên ở nơi này sao mấy đứa trẻ hư nói thì thầm vài câu rồi quyết định đem cái pháo này chiếm làm của riêng nhâm hòa trốn ở xa xa nhìn bọn họ hắn nhìn thấu ý nghĩ của đám trẻ này ý nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy một cây pháo to ở trên đường chính là đốt nó đốt đi đốt đi Nhâm hòa ngóng cổ chờ mong, hắn nhìn đám trẻ đứng xa ra, chỉ còn một đứa tiến lên để đốt, xem tư thế này là muốn chạy ngay sau khi châm lửa. Nhưng mà ngay lúc châm lửa, oanh một tiếng, lũ trẻ xung quanh đều ngây ngốc, ngay cả người khởi xướng chuyện này là nhâm hòa cũng đứng hình. Tình huống gì đây, nhâm hòa mê mang, dây dẫn nổ kia không phải khá là dài sao, thế nào mà vừa châm lửa đã nổ rồi. ngoạn tào, đây thực sự là cái pháo đốt hố người mà, hóa ra trò đùa dai là chỉ kiếp nổ người bình thường nhìn dây kiếp nổ dài như vậy sẽ thả lỏng bởi vì sẽ có nhiều thời gian để chạy ra xa kết quả đặc tính của pháo đùa dai này là không đơn giản mặc kệ kiếp nổ dài bao nhiêu chỉ cần cho một cái là nổ không chỉ đám trẻ con xung quanh bản thân đứa trẻ đốt pháo vẫn đang duy trì tư thế đốt lửa mộng bức đám trẻ vây tới hỏi thăm cậu có sao không đứa trẻ châm lửa pháo vẫn chưa phục hồi tinh thân đứng lên nghĩ nghĩ rồi nói ta không sao chỉ là có chút hoảng mà thôi nhâm hòa lúc này nhìn đến mặt của tên nhóc này mợ nó toàn bộ mặt trước của người đều đen màu đen kia thực sự rất thuần khiết tựa như là xuất phát từ thế giới giả tưởng của phim hoạt hình vậy phần thưởng pháo đốt của hệ thống cũng quá độc ác đi hóa ra đây mới chính là trò đùa sai mặc dù không tổn thương người nhưng sẽ đem người châm lửa biến thành màu đen lợi hại lợi hại nhâm hòa một bên tán thưởng đồ vật của thiên phạt hệ thống một bên cười tươi mà không hề cảm thấy áy náy kết quả buổi chiều bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tay của một phụ nữ trung niên trong sân điên cuồng chửi đồng buổi sáng là ai thiếu đạo đức đem pháo đốt có vấn đề ném ở dưới sân rồi mặc kệ là ai để cho con cái nhà tôi đốt nổ thành người đen thui luôn rồi tắm ba ngày ba đêm đều chưa tẩy hết màu đen rốt cuộc có đạo đức hay không a à, còn có luật pháp hay không tắm ba ngày ba đêm cũng không tẩy hết có thể có thể hắn muốn chính là hiệu quả như vậy Nhâm Hòa cảm thấy người nhà này năm nay có lẽ sẽ không dám đi ra ngoài chúc Tết với họ hàng. Con cái đen hết người thì có muốn đi cũng không dám. Hắn cảm thấy chính mình một lần nữa phải xem lại đồ vật mà thiên phạt hệ thống cho. Mỗi một phần thưởng đều kinh khủng hơn so với cái trước. Bản thân hắn cũng chưa nghĩ ra nếu đem pháo đùa dai đốt ở trên đường đông người thì sẽ như thế nào. Tới buổi chiều, hai cô chú của Nhâm Hòa mang theo cả gia đình đến nhà hắn. Mẹ hắn là lớn tuổi nhất cũng như vai vế cao nhất nên nhất định phải nhường các cô các chú của hắn Nhâm Hòa cũng không nghĩ nhiều, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Thời điểm ăn Tết âm lịch là lúc bàn ăn phong phú nhất. Mẹ Nhâm một lúc làm tám món rau tám món chính. Nhìn bộ dáng không hề liên quan đến một nữ cường trong giới kinh doanh. Nhâm Hòa thì một bên hỗ trợ bóc tỏi, nhặt rau. Mẹ của hắn sửa sang lại tập dề bỗng nhiên quay sang nghi ngờ hỏi con có phải hay không làm ra chuyện xấu gì? Sao tự nhiên có lòng tốt hỗ trợ mẹ nấu ăn như vậy? Nhâm Hòa há miệng thở phì phò. Hơn nửa ngày cũng không nói được câu nào, cái gì mà làm chuyện xấu nên trột dạ chạy ra giúp đỡ? Còn có đạo lý hay không? Không có, tuyệt đối không có. Con là người chính trực tuyệt đối không làm ra chuyện gì xấu. Nhâm Hòa giải thích nói, À đúng rồi, kỳ thi cuối kỳ lần này con được bao nhiêu điểm? Lần trước mẹ quên hỏi con. Mẹ nhầm bỗng nhiên nhớ tới có một chuyện như vậy. Thành tích học tập của con trai nàng quá kém là chuyện đương nhiên, nàng cũng đã thành thói quen. Ngữ văn 93, toán học 99, tiếng Anh 99, lịch sử 90, chính trị 71, địa lý 94 nhâm hòa lúc này vui cười hớn hở nói, hắn hiện tại không có nói dối, có siêu trí nhớ nên những thứ học ở kiếp trước cũng hiện trở lại, coi như là không làm thất vọng thời gian 12 năm học tập của hắn. Như Mẫn kinh ngạc nói, sao điểm của con lại có thể cao như vậy? Mẹ không tin. Không tin mẹ hỏi thầy giáo đi. Con nói thật, con hoàn toàn giác ngộ rồi. Quyết tâm sửa đổi sai lầm, quyết tâm thay đổi con người chính mình. Nhâm Hòa nghiêm túc nói con học ai miệng lưỡi trơn chu thế, bớt dùng bộ dáng này giả bộ, thành tích hóa học cùng vậy lý như thế nào. Nhưng vẫn đột nhiên nhớ tới là còn hai môn. Cụ khụ, hóa học 7 điểm, vật lý 8 điểm. Điểm vật lý hóa học của nhâm hòa lần này thực sự là thảm đến không đỡ nhìn. Người không biết còn tưởng rằng hai môn này của hắn cũng sẽ cao như những môn kia. Nhưng mẫn trợn trắng mắt quát, cút cút cút, không cần con nhặt rau giúp mẹ, con có thể học tập thật tốt mẹ đã cảm ơn trời đất rồi chờ lúc nhâm hòa đi ra từ phòng bếp thì đúng lúc nhìn thấy bốn đứa trẻ của cô chú hắn đang ở trong phòng khách chạy tới chạy lui sau khi nhìn thấy nhâm hòa liền toàn bộ chạy tới đòi tiền lì xì ha ha thế thì các em xin nhầm người rồi theo lý thuyết mà nói thì lúc này trên người hắn ngay cả một đồng tiền cũng không có tuy rằng trên thực tế hắn có tiền nhưng là cũng không thể cho được bằng không mẹ hắn hỏi tiền đâu ra thì làm sao bây giờ nếu như vậy thì hắn thực sự không có cách nào giải thích. Đừng xem hắn hiện tại có vẻ rất thành công, chỉ là một học sinh trung học mà kiếm được mấy trăm vạn. Nhưng mà trong mắt mẹ ruột của hắn thì mấy trăm vạn tính là cái gì? Sao có thể quan trọng bằng việc học được? Cái gì mà đi viết tiểu thuyết? Cái gì mà đi mua xe đạp? Còn không cút về mà học tập thật tốt đi chứ ở đó mà đòi. Nhâm hòa nếu là sinh ở trong nhà nghèo thì còn dễ nói. Có thể quang minh chính đại tuyên bố chính mình cũng có thể kiếm tiền. Kết quả thì ngược lại. Ngay cả bản thân bỏ hơn 200 vạn ra mua chiếc xe để thử làm nhà giàu mới nổi cũng không dám ho một tiếng để khoe. Thật nhỏ mọn, đồ keo kiệt, bốn đứa trẻ nhân mặt nói rồi bỏ đi. Mặt nhầm Hòa lúc này liền đen xuống. Các em đứng lại cho ta, có biết nói tiếng người hay không? Ta mà là người keo kiệt hả? Lão tử chính là nhà giàu mới nổi, là nhà giàu mới nổi đó các em biết không? Kết quả bốn đứa trẻ trực tiếp chạy tới trong phòng của nhâm hòa đùa nghịch, lúc này phòng hắn đã bị lật tung hết lên rồi đã vậy còn đi giày vào trong phòng nhảy tới nhảy lui. Lúc này hắn cũng không nói lời nào, căn bản mợ nó đám trẻ này đứa lớn nhất cũng chỉ có 8 tuổi, chính mình thực sự không có cách nào để nói. Nhưng mà lúc hắn chuẩn bị quay đầu đi thì nghe thấy tiếng bụp, chiếc laptop của hắn bị ném xuống đất vỡ. Mợ nó, mặc dù nhâm hòa biết dữ liệu bên trong khẳng định sẽ không sao bởi vì ổ cứng không bị hỏng, nhưng kia chính là công cụ gõ chữ của chính mình đấy, lũ trẻ này quả thực quá đáng rồi. Đừng có ai đứng ra cản ta, hôm nay lão tử phải dạy dỗ đám trẻ hư đốn này nhâm hòa xem xét đám người đang nói chuyện phía ngoài phòng khách trực tiếp đóng cửa phòng lại lúc cánh cửa ngăn cách hai thế giới đóng lại thì cũng là lúc trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn các ngươi mau chóng ngồi ra kia cho ta viết tam tự kinh chưa viết xong thì đừng hòng nghĩ đến chuyện đi chơi chờ đến giờ cơm tối mọi người liền phát hiện đám nhóc đều không thấy đâu chỉ để ý cửa phòng nhâm hòa đã bị đóng lại chờ mọi người mở ra thì nghe thấy bốn đứa trẻ đang ủy ủy khuất khuất ngồi ở trên ghế nhân chi sơ tính bản thiện nhìn thấy một màn này cha mẹ của bọn hắn thiếu chút nữa cảm động khóc các con như thế nào lại ngoan như thế lúc này chú của nhâm hòa vui vẻ nói vẫn là anh nhâm hòa của các con hiểu chuyện dạy cho các em học tam tự kinh cái này ta đã xem qua ở trên báo rất có ý tứ thích hợp làm sách giáo dục mầm non hơn nữa bên trong có không ít chuyện lịch sử xa xưa các đứa nhanh chóng cảm ơn anh nhâm hòa đi chị trẻ con hư đốn nếu bạn đánh hắn thì cha mẹ của hắn sẽ nhất định đau lòng cảm thấy bạn là anh lớn mà không hiểu chuyện đánh các em, cho nên Nhâm Hòa liền bắt bọn họ học thuộc văn. Như vậy không những không có ai đứng ra phản đối, mà còn ủng hộ hắn nói hắn có phong thái trường bối. Tới giờ ăn tối, cả nhà hơn 10 người ngồi ở trên bàn cơm, trong thư viện mở một kênh chờ xem chương trình liên hoan Tết âm lịch. Bỗng nhiên có đứa trẻ 8 tuổi đứng lên sung phong, con xin phép giới cơm cho mọi người. Ồ, đứa trẻ này thật hiểu chuyện mẹ Nhâm Hòa cười khen. Nhưng Nhâm Hòa tinh ý cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện đứa trẻ này tính tình tinh quái, còn đặc biệt thù dai là một đứa lòng dạ hẹp hòi. Hắn chằm chằm nhìn từng động tác, xem tên này rốt cuộc muốn dở trò gì. Quả nhiên, nhầm hòa phát hiện tên này lặng lẽ phun nước bọt lên một chén cơm. Tám chín phần mười chén cơm này sẽ đưa cho mình rồi. Có thể a nhóc con này, rất có phong phạm của anh trai ngươi là ta đấy. Nhâm Hòa cũng không có vạch trần, chờ hắn xới xong cơm Nhâm Hòa trực tiếp lấy một bát bình thường cho chính mình. Còn bát bị nhiều nước bọt vừa rồi thì đưa cho đứa nhóc này, em chính là đang trong thời kỳ phát triển cơ thể, cố gắng ăn nhiều một chút cho nhanh lớn nhé. Đứa trẻ này cầm bát cơm trên tay mà đứng hình, nửa ngày trời cũng chưa phản ứng kịp. Tuy rằng bát cơm này có hơi ít nhưng Nhâm Hòa vẫn ăn uống bình thường, tính toán đợi một lát nữa sới thêm một phần, nhưng mặc dù cơm có thể tiếp tục ăn, nhưng trẻ con hư đốn thì không thể không trị, bằng không hắn sẽ không thể nào biết được trong nhà này ai mới là đại ca. Nhâm Hòa yên lặng lấy hai cây pháo đốt cạnh thư viện tới vì để tuyên dương em sung phong sới cơm cho mọi người, anh tặng em hai cái pháo đốt nhé. Nhâm Hòa còn đặc biệt đưa ra hai dây kiếp nổ của pháo nói, các em nhìn kiếp nổ khá là dài, chắc là sẽ an toàn, cầm lấy mà chơi nhé. Đứa trẻ này ngay từ đầu tưởng Nhâm Hòa phát hiện âm mưu của hắn nên mới đổi bát cơm, kết quả hiện tại nhìn thấy được khen thưởng, nghĩ nghĩ một chút thấy không giống như là bị phát hiện. Thời điểm ăn Tết pháo đốt là đồ vật tiêu thụ rất tốt, hơn nữa hai cái pháo này đóng gói rất đẹp, ai có thể nghĩ đến bên trong pháo cất giấu cái gì chứ? ở trước mặt người lớn trong nhà tình cảm của nhâm hòa cùng đám trẻ tương thân tương ái như người một nhà vậy thấy thế mọi người đều vui mừng nhìn nhau cười chờ đến lúc ăn cơm xong lũ trẻ cũng không ở lại trong nhà xem tivi mà là đều chạy ra bên ngoài sân nổ pháo bốn đứa trẻ sau khi nhận tiền mừng tuổi của người lớn thì vui cười hớn hở đi ra ngoài nhâm hòa cố gắng nhịn cười mà ngồi trong nhà cùng mọi người xem hài tết hắn thật sự là hiểu lầm chương trình hài tết của kiếp trước cho rằng đây chỉ là một game sâu nhảm nhí mà thôi nhưng mà hiện tại ở trong thế giới khuyết thiếu lĩnh vực vui chơi giải trí đến cả tiêu chuẩn của hài tết cũng bị kéo thấp xuống. Cũng chính vì vậy mà có thể thấy được, sau khi tiêu chuẩn sinh hoạt của mọi người được nâng cao lên thì tương ứng nhu cầu giải trí cũng nâng cao theo. Có người sẽ cảm thấy ở trong một thế giới như vậy thì mọi người sẽ không có thói quen tiêu giải, không có chú ý tới thói quen vui chơi giải trí, giống như những người chưa từng ăn mù tạt vậy, nên sau này mọi người thông thường sẽ không ăn nhưng loại so sánh này là sai lầm bởi vì nhu cầu giải trí của con người là tự nhiên mà có là nhu cầu cần thiết trong cuộc sống càng quyết thiếu thì sẽ càng khát vọng bởi vì khó có được cho nên khi mọi người thấy được một tác phẩm tốt thì sẽ càng thêm kích động cũng sẽ nguyện ý trả thêm tiền tài cùng thời gian đây chính là nguyên nhân nhiều người theo đuổi cô luân cùng những ca khúc mới của nhâm hòa đến vậy lúc nhâm hòa xem hài tết thì tương đối nghiêm túc bởi vì cơ bản trên hài tết đều có thể tìm hiểu được ít nhiều xu hướng hiện hành hắn khẳng định là sẽ không đi hát nhưng mà dương tịch thì có lúc này hắn nghe thấy mấy cô chú của nhâm hòa nói với mẹ hắn mấy năm nay tình hình kinh tế phát triển không tồi chị dâu có kiến nghị gì hay không nhâm hòa phát hiện những thân thích của chính mình xác thật cũng không tồi mặc dù không cùng làm ăn trong công ty của mẹ hắn nhưng cũng đều làm kinh doanh nhỏ đương nhiên lúc khởi nghiệp sẽ đi vay một ít tiền sau này thì sẽ tính là cổ phần của mẹ hắn cái này thực sự là điều tốt kiếp trước hắn gặp qua bạn bè thân thích sau khi thành đạt người thân của hắn chỉ hận không thể uống máu ở trên người hắn mở một cái khách sạn nhỏ đi mua hành tỏi vẫn phải mặc cả mấy đồng loại thân thích như thế này nhâm hòa cực kỳ khinh thường tình hình kinh tế hiện nay xác thật không tồi nhưng tạm thời không có phương hướng gì thích hợp cho các ngươi đi làm nếu có chắc chỉ có lĩnh vực về ăn uống còn cái khác thì thôi bỏ đi nhưng mẫn nghi nghĩ một lát liền nói ta hiện tại đang chú ý tới lĩnh vực bất động sản nàng vừa nói vừa liếc mắt qua người nhâm hòa kỳ thật bất động sản vẫn đang ổn định tăng trưởng nhưng những năm gần đây có xu thế tăng cao hơn nghe nói hiện tại làm về du lịch rất có tiền đồ ta có tìm hiểu trên báo chí nói vậy chú của nhâm hòa nói lĩnh vực này càng không thích hợp với các ngươi muốn đầu tư vào du lịch phải đầu tư dài hạn hơn nữa lợi nhuận cũng không cao chính phủ đầu tư còn tốt nhưng người dân chúng ta nếu làm thì chắc chắn chết như mẫn lắc đầu nói nhâm hòa nghe đến ba chữ bất động sản thì đặc biệt mẫn cảm lĩnh vực kia chính là hạng mục kiếm nhiều tiền nhất ở thời đại này bất quá hắn cũng không lắm miệng bởi vì trên phương diện thương nghiệp hắn cũng không đặc biệt hiểu nếu nói linh tinh dễ làm người ta chê cười hơn nữa về chuyện tiền bạc hắn chỉ cần đủ là được về chuyện thừa kế từ gia đình hắn cũng không hề trông cậy nhiều hiện tại hắn đang tự cung tự cấp tự túc ngồi nghe mọi người nói chuyện phiếm một lúc hắn cũng biết có một chú là kinh doanh khách sạn còn một cô là mở tiệm nét cũng kiếm không ít tiền còn hai người chú còn lại thì đấu thầu vài ao nuôi cá đều có thể coi là người không thiếu tiền tuy nhiên cũng không thể coi là đại phú đại quý Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, còn có tiếng trẻ con khóc. Nhâm Hòa nhanh chân chạy tới mở cửa, lúc nhìn thấy một đứa trẻ người đen như than khóc lóc chạy vào nhà. Cả nhà đều chấn kinh, con làm ra chuyện gì thế, đi đâu mà để người đen xì như vậy? Đây thực sự là đen xì, cả người từ đầu đến chân đều màu đen, đen nhánh như than đá. Chỉ có đôi mắt cùng hàm răng là có chút trắng. Lúc này mẹ của đứa trẻ này bùng nổ thật rồi, con làm cái gì thế, tết nhất đến nơi mà lại làm bản thân bẩn như vậy ta bảo con ở nhà đừng ra ngoài thì con càng muốn đi nhâm hòa ở bên cạnh gật đầu phụ họa đúng vậy bên ngoài không hề an toàn đâu đứa trẻ này nghe vậy thì liền khóc to hơn nữa hai mắt đẫm lệ nhìn qua nhâm hòa sau đó kể lể là do pháo của anh họ cho con có vấn đề căn bàn không kịp trốn đi vừa châm lửa pháo liền nổ thành như vậy ha ha lúc này hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng nhưng lúc này hắn không thể cười được nhâm hòa già bộ ngạc nhiên nói Lúc ấy nhìn kiếp nổ không phải rất dài mà. Sao lại thế này? Các em có phải hay không tự mua pháo chất lượng kém ở bên ngoài? Mọi người ngay từ đầu còn tin tưởng lời nói của đứa nhóc này. Chỉ là sau khi nhâm hỏi nói như vậy thì bọn họ lại thấy có khả năng như vậy. Lúc đó nhìn thoáng qua thấy kiếp nổ rất dài nên mới yên tâm để bọn trẻ cầm đi chơi. Lúc này mẹ của đứa bé này giận càng thêm giận, đánh vào mông một cái rồi mắng. Còn dám đổ lỗi cho anh của con, còn dám nói dối. Cô đừng trách em, con cũng không so đo với em đâu nhanh vô phòng vệ sinh tắm rửa đi. Trong nhà hình như còn quần áo của con lúc nhỏ, để con lấy cho em mặc vào, cũng không thể để em lấy bộ dạng này đón Tết chứ. Nhâm Hòa vui cười hớn hở nói, lúc này đứa trẻ này không nói được gì nữa rồi, thế giới này bị gì vậy? Nhưng nghịch lý là sau khi mọi người nghe Nhâm Hòa nói vậy thì khen hắn thật hiểu chuyện. Chỉ có mỗi Nhâm Hòa biết, cái này cơ bản là rửa không sạch. Tới hơn 10 giờ tối, lúc này đã qua hai tiếng, đứa bé mặt mếu máu đi từ phòng tắm ra, mẹ của hắn buộc hắn phải tắm ba lần nhưng mà màu đen ở trên mặt một chút cũng không giảm chỉ có quần áo đã thay mới mà thôi lúc tắm rửa ở trong phòng vệ sinh còn có thể nghe tiếng mẹ hắn thét lên cái pháo con đốt là mua ở đâu ta muốn đi tìm hắn tính sổ con không có mua thật sự không có mua cái pháo đó chính là do anh họ cho còn dám đổ lỗi cho anh của con mau nói mua ở đâu thật là anh họ cho con mà cuối cùng không có biện pháp gì khác chỉ có thể để hắn như vậy đón Tết. Tất cả mọi người đều cảm thấy đứa bé này thật sự rất ương ngạnh, đến lúc này còn chưa chịu nhận, cứ nói là nhâm hòa cho hắn. Lúc này trên sofa, đứa trẻ này ngồi ngay ngắn, vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc, hắn thề Tết dương lịch này sẽ không thể nào quên được. Nhâm hòa bẻ một quả chuối đưa tới an ủi hắn, vận mệnh chính là như vậy, vô thường khó đoán. Lúc đối mặt với suy sụp nhất định phải kiên cường hơn, đúng không? Vừa nghe thấy vậy đứa trẻ này bật khóc. Ha, trong lòng nhâm hòa cảm thấy thật thống khoái. Kể cả ngày mai phải một lần nữa mua máy tính cũng không sao cả. Hắn chỉ mong tên này tính xấu không đổi, để sang năm có thể so chiêu một lần nữa. Kiếp trước nhâm hòa nhịn ăn nhịn uống mua bàn phím một nghìn đồng. Kết quả buổi tối về nhà phát hiện lũ trẻ này đã làm mất một nửa bàn phím. Kết quả cha mẹ bọn hắn còn nói, ai nha, một cái bàn phím mà thôi, cũng không phải việc gì lớn, cô cho cháu một trăm đồng mua cái mới nha. Mua cái em gái cô, từ lúc đó hắn liền phát thệ lần sau gặp lũ trẻ hư này tuyệt đối không nương chiều. Bởi vì đã lên cấp 3 nên nhâm hòa năm nay khai giảng rất sớm, mồng 7 đầu năm đã phải đến trường rồi. Mà dương tịch hôm mồng 6 Tết đã trở lại lạc thành. Ở trong khoảng thời gian này, tôi như Khanh vẫn luôn yêu cầu Dương Ân để nàng tới chiếu cố dương tịch, đem học tịch của dương tịch chuyển tới kinh đô. Nhưng là Dương Ân vẫn như cũ nhất quyết không đồng ý, lý do hắn không muốn con gái của hắn biến thành người giống như Tô Như Khanh. Hơn nữa hắn cũng chỉ bận một khoảng thời gian mà thôi, còn tô như khanh mỗi ngày đều bận rộn vô cùng cho nên hắn nghĩ chính mình chăm sóc dương tịch sẽ hợp lý hơn hơn nữa suy cho cùng tòa án cũng đem quyền nuôi dưỡng dương tịch cấp cho dương nờ lúc dương tịch trở lại lạc thành cũng là do tô như khanh tự mình đưa về cho nên nhâm hòa không dám lộ diện đón dương tịch chính mình đang ở trong sổ đen của người ta đấy nếu như làm mọi chuyện không cẩn thận không chừng tô như khanh sẽ đưa dương tịch chuyển đến kinh đô bằng mọi giá mất khi đó thì phiền toái lớn rồi đấy khách quê người đúng là không ồn mà không ít người lúc mới bắt đầu có cảm tình sẽ suy nghĩ rằng đất khách quê người thì làm sao, yêu xa thì làm sao. Chỉ cần tình cảm đủ đậm sâu thì tình cảm tuyệt đối không là vấn đề, nhưng thực sự không phải như vậy, một mình lẻ loi bên ngoài, không có thời gian ở chung với nhau, lúc đau khổ bệnh tật cũng không có ai chăm sóc, ở dưới tình huống như vậy thì tình cảm dần xa cách cũng là bình thường. Nhưng mà đất khách quê người cũng có một thứ tốt, nếu mà sinh hoạt của hai người chênh lệch nhau 12 giờ ở trong hoàn cảnh như vậy mà để duy trì một mối quan hệ yêu đương với một người khác thì cần yêu cầu càng nhiều trí tuệ. Phương thức giao lưu của hai người chỉ giới hạn ở trong một chiếc điện thoại, internet, tin tức mà không phải là gặp mặt hẹn hò, như vậy để duy trì tình yêu thì hai người cần càng nhiều kiên nhẫn. Những ngày như vậy một ngày lại một ngày qua đi, có đôi khi kéo dài tới nỗi không có điểm cuối, lúc đó tình yêu giữa hai người càng yêu cầu khát khao cùng tín nhiệm tiên định. Tóm lại, lúc bạn quay đầu lại suy ngẫm những lúc hai người mâu thuẫn giận nhau, chia tay rồi lại làm lành, cãi nhau ấm ít lúc đó bạn sẽ cảm thấy không có thứ gì trên đời có thể chia lìa hai người nhưng loại tốt đẹp như vậy trong tình yêu quá mức nghi hữu cuộc sống bất đồng hướng đi nhân sinh cũng bất đồng hai người giống như hai đường thẳng ngược nhau vậy càng đi thì khoảng cách càng xa nhau hơn nữa tình yêu chỉ dựa vào ngôn ngữ để duy trì kỳ thật rất yếu ớt không có cảm giác an toàn như lúc gặp mặt không có những hành động chứng minh chiều sâu của tình cảm lúc này hết thảy lời ngon tiếng ngọt của bạn sẽ bị đối phương cảm thấy là lời nói dối Lúc đó cô gái sẽ nói, tuy rằng em thực sự yêu anh nhưng lúc em bị bệnh người mà đưa em về nhà, chăm sóc em lại là anh ấy. Lúc này chàng trai cũng sẽ nói, tuy rằng người anh yêu chính là em, nhưng mà có thể cùng anh lên giường thì lại là cô ấy. Mặc kệ là nam hay là nữ đều yêu cầu thực tế cùng sự quan tâm, yêu cầu về tinh thần là yêu cầu tầng thứ khác rồi. Nếu như không có thành thật và kiên định trong khoảnh khắc làm ấm áp thì tình yêu sẽ rất khó duy trì. Cho nên đây cũng là nguyên nhân nhâm tịch lo lắng dương tịch sẽ bị chuyển trường. Đương nhiên, nếu thực sự đi đến một bước kia, hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Buổi sáng mồng 7 khi trường học đưa thông báo đi học, Nhâm Hòa đứng đợi Dương Tịch ở cổng trường. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau thì cùng đời nụ cười, nhưng cũng không có ngây ngang công khai quan hệ. Hai người bọn họ còn không kiêu ngạo như vậy. Phải biết rằng lúc này mới chỉ là cấp 2, hơn nữa là cấp 2 năm 2005. Tình yêu của học sinh trung học thời này cơ bản là con gái e ấp ngượng ngùng. Yêu một tháng mà tay cũng không dám nắm là chuyện bình thường, lúc này mọi tình yêu mọi người còn đang thực sự thuần khiết. Không giống như học sinh tiểu học sau này, nếu không nói chuyện yêu đương thì sẽ bị người xem thường. Nhâm Hòa có đọc qua bộ truyện 5 năm sau khi yêu sớm trong đó có một câu làm hắn ấn tượng trình là mỗi tuần có 7 đồng tiền tiêu vặt, tìm bạn gái, nếu có thể thì giúp ta làm bài tập. Mở nó, các ngươi thực sự là bất nhân mà. Các ngươi đi viết những chuyện chính mình tự trải qua thì sẽ chết sao? Nhâm Hòa cảm thấy hình như chú ý trọng điểm có chút không đúng cho nên lúc này Dương Tịch lựa chọn âm thầm ở bên nhau, Nhâm Hòa cũng hoàn toàn không để ý, nói thật hai người hoàn toàn không để ý ánh mắt của người ngoài. Cá tính hai người thực sự độc lập, nhưng loại vụng trộm yêu đương này tựa hồ có chút kỳ diệu. Cảm giác lúc đi học vụng trộm gửi thư cho nhau thực sự rất kích thích, hiện tại là học kỳ 2 lớp 9. Không quan tâm ngày bình thường học sinh có yêu hay không yêu, đề tài bàn luận cơ bản đều về vấn đề học tập, cũng có khi là về những học sinh bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt mà vươn lên trở thành học sinh giỏi. Ở trong lạc thành trường cấp 3 tốt nhất tất nhiên là nhất cao, tiêu chuẩn của giáo viên bình quân cũng thực sự cao, muốn được nhận lời mời làm giáo viên ở đó ít nhất cũng phải học đến bằng cấp thạc sĩ. Hơn nữa kỹ năng giảng bài cũng phải tốt, có không ít giáo viên lớn tuổi đức cao vọng trọng tổng kết kinh nghiệm dạy học cả đời. Nghiên cứu xem làm cách nào để dạy học sinh thật tốt, quả thật cùng lý lạc hà cách biệt một trời một vực. Trong lớp không ít người muốn thi vào nhất cao, thậm chí cả tiểu mập mạp hứa nặc cũng muốn thi vào nhất cao. Nhâm hỏa trực tiếp khuyên hắn nên từ bỏ đi, dựa vào học lực của tiểu mập mạp, thi được vào cấp 3 trường này đã không tồi rồi. Hứa nặc không phục đáp, nếu ta hiện tại mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ, liều mạng học tập thì nhất định sẽ thi đỗ nhất cao. Cậu cũng đừng có tự tin mù quáng. Nhâm hòa vô lực nói, cậu thực sự có thể ngủ 4 tiếng một ngày sao? Không thể, hứa nặc bỗng nhiên ỉu xìu nói, vậy cậu muốn thi trường cấp 3 nào thế? Ta hả? Ta thi vào trường cấp 3 của chúng ta là được. Nhâm hòa đương nhiên nói như vậy rồi đây chính là chuyện mà hắn cùng dương tịch từng thương lượng qua hắn chú định sẽ không đem tinh lực đặt ở trên việc học mà dương tịch nghỉ hè năm nay sẽ ra mắt chính thức làm ca sĩ đến lúc đó tuy rằng vẫn cần học tập văn hóa như cũ nhưng khẳng định sẽ không để ý như vậy so sánh với chuyện hao hết tâm tư cho việc học thì không bằng học ở trường này luôn hoàn cảnh quen thuộc con người quen thuộc bằng cấp đối với hai người ý nghĩa không lớn đương nhiên nhâm hỏa vẫn hy vọng dương tịch có thể đem việc học hoàn thành bởi vì thời gian học tập trong trường học của mỗi người khi đã bước chân vào xã hội đều là những ký ức khó quên, vạn nhất sau này Dương Tịch nhớ tới chuyện học tập ở trong trường học mà nàng vẫn chưa được trải qua, sẽ tiếc nuối đến nhường nào. Không có bạn học cấp 3, không có bạn học đại học, một mình lẻ loi. Kỳ thật đa số tình cảm đặc biệt của mọi người đều bắt đầu ở trong trường học, khi đó mọi người còn ngây thơ vô tri, không đua đòi, không có quan hệ lợi ích, ở bên nhau chỉ đơn thuần là vì tình cảm loại quan hệ này sau này cực kỳ khó có được. Dương Tịch cũng đồng ý với suy nghĩ của Nhâm Hòa cho nên cố gắng thi đậu trường cấp 3 của trường liên cấp này cũng là quyết định chung của hai người. Hơn nữa trường liên cấp này ở Lạc Thành danh tiếng cũng ổn, không đến nỗi quá kém. Hứa đặc lúc này giống như tìm được bậc thang để đi xuống vậy. Cậu thi ở trường này, vậy ta đây cũng thi luôn ở đây. Ta cũng không thể bỏ cậu lại một mình mà đi nhất cao à. Ha ha, nói như kiểu cậu có thể thi đậu nhất cao vậy. Cùng lúc đó, Tạ Miểu Hàn đang ở văn phòng giáo viên cấp 3 soạn bài bỗng nhiên dùng mình một cái, tự hồ sắp phát sinh một chuyện không may trên người mình, chẳng lẽ sẽ phát sinh chuyện xui xẻo gì chứ? Chương trình học lớp 9 là một tháng kiểm tra một lần, mỗi lần thi đều càng căng thẳng hơn lần trước một chút. Những người khác không có thái độ đối với các bài kiểm tra sau khi tốt nghiệp như Nhâm Hòa trọng sinh, cho nên một đám đều thi nhau nỗ lực khắc khổ học tập. Tuy rằng Nhâm Hòa cũng muốn thử trải nghiệm lại cảm giác này một phen, nhưng thực sự là có chút khó khăn ở phương diện học tập này hắn thật sự không có cách nào đem tâm thái của chính mình trở lại hồi còn học cấp hai cho nên trong khi người khác bận bịu học tập giữa giờ ra chơi cũng ở lại làm bài tập thì nhâm hòa vẫn nhàn nhã đi dạo ở cửa lớp thường thường chặn lại các bạn lớp khác muốn đưa thư tỉnh cho dương tịch dương tịch cũng là ngẫu nhiên mới biết được hóa ra nhâm hòa lại làm ra chuyện nhàm chán như vậy nàng quả thực chỉ biết cười khổ bất quá cũng không có để trong lòng ngược lại nhiều hơn cảm giác thú vi nhâm hòa giải thích nói Mấy tiểu tử này mới học cấp 2 mà suốt ngày đem tâm tư trên chuyện yêu đương, như thế thì tương lai bọn họ làm sao bây giờ? Có còn muốn thi vào cấp 3 nữa hay không? Có còn muốn có tương lai tốt đẹp nữa hay không? Tớ cũng chỉ là suy nghĩ vì bọn họ mà thôi, thời buổi này người tốt giống như tớ thực sự không nhiều lắm đâu. Được được được, cậu nói cái gì cũng đúng được chưa? Dương Tịch cũng không cùng hắn biện giải nữa, người khác là nói không lại người một bụng ngụy biện linh tinh như nhâm hòa, Dương Tịch cũng lười để ý hắn mà cúi đầu ôn tập chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu xem ánh mắt nhâm hòa lưu truyền có vẻ rất đẹp quan hệ của hai người bọn họ vẫn như cũ giữ bí mật không có người hỏi đến bọn họ cũng không kể cho ai ca bất quá trạng thái lớp của bọn họ cực kỳ cổ quái bởi vì vị trí chủ nhiệm lớp vẫn để chống tự hồ trường học cũng có ý xem nhẹ vấn đề này nên một mực để chống vị trí này chuyện này hình như chơi lớn rồi nhâm hòa ngồi gãi gãi cảm nghĩ ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không phân bổ đoán chừng cũng là do không ai nguyện ý làm chủ nhiệm lớp đây mà. Hiện tại nếu có chuyện gì thì đều do giáo viên dạy tiếng Anh thuận miệng thông báo, ví dụ như là lịch thi chẳng hạn. Kỳ thật hiện tại có thể coi giáo viên tiếng Anh này là chủ nhiệm lớp, nhưng mà lạ thay người này kiên quyết cự tuyệt vị trí chủ nhiệm chính thức. Tiết thứ ba của buổi sáng, tuần sau có tổ chức cuộc thi chạy marathon do ba thành phố cùng tổ chức, hy vọng mọi người có thể mạnh dạn tham gia. Nếu mà có thể đạt được thứ hạng tốt thì còn được cộng 10 điểm vào kỳ thi cấp 3 sắp tới mặc kệ thi trường nào cũng đều được cộng. Nhâm Hòa có chút sừng sốt, chẳng lẽ là muốn nổi tiếng nữa à? Kiếp trước hắn có tham gia hoạt động luyện tập thái cực quyền, mấy chục nghìn người mang vẻ mặt mê mang ở công viên tập thái cực để phóng viên chụp ảnh. Bất quá lúc đó không có cộng thêm điểm thi, còn hiện tại thì có. Nhưng mà nói thật, loại chuyện cộng điểm thi như thế này quả thực đều là lừa người, Nhâm Hòa nghĩ lại một chút thì cảm thấy vô nghĩa. Để một đám học sinh trung học đi tham gia chạy marathon, chẳng lẽ có khả năng chạy được hạng nhất à? căn bản đây là chuyện không có khả năng. Khoảng cách cuộc thi chạy marathon là 42.195 mét, cái này còn để học sinh trung học tham gia chạy thì đoán chừng sẽ có người chết trên đường mất. Hơn nữa được cộng 10 điểm thì rất nhiều sao. Dù gì thì nhâm hòa tính toán thị trường cấp 3 ở đây luôn, lấy điểm của hắn thi đỗ trường này thì rất nhẹ nhàng, việc gì mà phải lộ mặt tranh giành dài nhất làm gì. Cho nên nhâm hỏa trực tiếp gạt tin tức này qua một bên, mà các học sinh khác trong lớp thì có chút động tâm. Dù sao cũng là 10 điểm mà, Ngày bình thường không phải giáo viên nói là hơn nhau một điểm liền có thể thắng được thiên quân vạn mã sao? Trong những người động tâm đó có hứa nặc, với điểm của hứa nặc mà thi trường giống nhâm hòa thì cũng có chút miễn cưỡng, hắn chọc chọc cánh tay của nhâm hòa, cuộc thi chạy ma na tông rất xa à? 42.195 m nhâm hòa bình tĩnh liếc hứa nặc nói. Ngoạ tào, hứa nặc hít một ngụm khí lạnh thiếu chút nữa thì sặc. Ngày bình thường lúc trường học kiểm tra thể dục chạy 1.000 mét hắn đều sắp chết rồi. Tiểu mập mạp rụt rụt cái cổ, vẫn là thôi đi. Ta cảm thấy nỗ lực một chút vẫn có thể thi đỗ trường mình. Không thể không nói đoạn thời gian này tiểu mập mạp hứa nặc xác thực nỗ lực, ngay cả công việc lập trình bên ngoài cũng không nhận. Một lòng một dạ học tập muốn cùng nhâm hòa thi đậu cùng một trường. Cái này thực sự khó có được, nhâm hòa nhìn hắn nghiêm túc như vậy, lúc rảnh rỗi không có việc gì thì sẽ dạy bổ túc cho hắn. Trước kia hứa nặc cảm thấy thành tích của nhâm hòa đạt được hoàn toàn dựa vào gian lận, tuy rằng không biết là thủ đoạn gì nhưng trong khoảng thời gian này hắn tin tưởng nhâm hòa học tập giỏi hơn rồi mà nhâm hòa đối với chuyện này chỉ nói là do chính mình nghĩ thông suốt muốn cố gắng học tập dù sao người lớn nhìn thấy thành tích con mình bỗng nhiên tốt lên thì sẽ nghĩ là do nghĩ thông suốt bọn họ cũng mặc kệ con mình trả giá nhiều hay ít dù sao một câu nghĩ thông suốt quả thực là vạn năng giáo viên tiếng anh nhìn học sinh trong lớp trầm mặc thì nhún vai hỏi không có ai muốn tham gia à im lặng được rồi ta cảm thấy mọi người vẫn là cố gắng học tập thì tốt hơn. Chốt nhá, ta sẽ báo lên trên. Giáo viên tiếng Anh thầm nhủ một tiếng không thú vị rồi thôi, đối với học sinh trong lớp này hắn cũng không nghĩ nói nhiều như thế. Vốn dĩ chỉ là không cho bắt chó đi cày chủ nhiệm lớp trá hình, kể cả làm tốt nữa thì cũng không được thưởng. Buổi tối lúc tan học dương tịch đi trước, mà nhâm hòa 5 phút sau mới chậm rãi đi ra phòng học, ra ngoài cổng trường liền rẽ hai con phố, lúc này gặp dương tịch đang chờ hắn ở đó đây chính là ước định của hai người với nhau nếu như cùng nhau đi ra khỏi lớp thì quá bắt mắt bởi vì thời điểm này nếu có nam sinh và nữ sinh đi cùng nhau sẽ bị mọi người bàn tán sôi nổi hai người hướng về phía nhà của dương tịch mà đi tới hôm nay nhâm hòa cũng muốn dạy cho dương tịch bài ta ở quảng trường nhân dân ăn gà rán cha của tớ tuần sau trở về dương tịch bỗng nhiên nói ừm tớ biết rồi nhâm hòa vui cười hớn hở nói quả nhiên lực áp bách của cha vợ không lớn như là mẹ vợ lúc hắn nghe được tin tức dương ân sắp trở về cũng không có phản ứng quá lớn trở về thì chào hỏi thôi chính mình còn đang muốn uống một chén cùng người ta đây hơn nữa lần này dương ân có thể an toàn trở về là một chuyện tốt công việc đi ra nước ngoài công tác giống như dương ân này nếu như một ngày bỗng nhiên mất tích thì cũng là chuyện bình thường hắn hôm qua có gọi điện cho tớ hy vọng tớ có thể xử lý tốt quan hệ của chúng ta dương tịch nghĩ nghĩ nghiêng đầu nói đừng lo lắng chúng ta hiện tại không nên công khai bọn họ sớm muộn gì cũng đồng ý thôi cũng không thể để cậu cả đời không yêu đương chứ. Nhâm Hòa nghĩ nghĩ, hiện tại giấu giếm là lựa chọn chính xác nhất. Trên đời này thực sự không có nhiều cha mẹ đồng ý con cái của mình yêu đương khi mới cấp 2. Đặc biệt là cha mẹ của con gái, bọn họ khiêm tốn kỳ thật cũng là vì tăng cao hệ số an toàn của mối quan hệ hai người, nếu thật sự công khai nói không chừng đưa tới đả kích hủy diệt gì đó. Nhưng mà ngay lúc này, Nhâm Hòa không kịp phòng bị mà đột nhiên nghe tới âm thanh của thiên phạt hệ thống vang lên trong đầu, nhiệm vụ. Ở trên cầu lạc thành cao 12 mét nhảy xuống, thời gian quy định một tuần, nếu không hoàn thành phạt ký chủ một tháng đi tiểu không thể kiểm soát. Nhiệm vụ, ở cuộc thi marathon do ba thành phố cùng tổ chức đạt hạng nhất, nếu không hoàn thành phạt ký chủ mọc mụn một tháng đầy mặt. Nhân hòa cạn lời rồi, đầu tiên không nói nhiệm vụ này như thế nào, chỉ nói đến trừng phạt của nhiệm vụ này cái sau so với cái trước càng kỳ hoa. Ngươi có thể nói cho ta biết đi tiểu không kiểm soát là ý gì được không? Hai nhiệm vụ này tương ứng với hai tiền nhuận bút của Tam Tự Kinh và thần thư của tháng này còn cô Luân do chưa chính thức phát hành bản in lẻ nên chưa có tiền nhuận bút, tiền bản quyền điện ảnh cũng chưa thương lượng xong. Mặc kệ tập đoàn báo nghiệp Kinh Đô muốn bán hay là muốn cùng hợp tác, Nhâm Hòa cũng chỉ lấy 600 vạn mà thôi. Nhâm Hòa cẩn thận phân tích hai nhiệm vụ này. Cầu Lạc Thành là cầu bắc ngang hai khu mới và khu cũ của Lạc Thành, xây dựng trên sông Lạc, cũng chính là nơi mà Nhâm Hòa mới hoàn thành nhiệm vụ bơi mùa đông. Nhiệm vụ này thật ra là tổ hợp của hai nhiệm vụ là nhảy cầu 12m và bơi mùa đông dựa vào tính cách của thiên phạt hệ thống chắc chắn sẽ bắt hắn hoàn thành nhiệm vụ đến khi nào thuần thục mới thôi, loại thuần thục này được nhâm hòa hiểu rằng đến khi nào bản thân hắn có thể tự tin hoàn thành mới ngừng, cho nên hắn cũng suy đoán qua nhiệm vụ bơi mùa đông sẽ không chỉ đến một lần, còn rốt cuộc thiên phạt hệ thống bắt hắn là bao nhiêu lần thì hắn cũng không biết. Hơn nữa nhâm hòa minh bạch, hiện tại thiên phạt hệ thống chính là đang trong quá trình đế cao độ khó của nhiệm vụ lên, từ những nhiệm vụ rèn luyện thể chất cơ bản như là tay không leo nhà cho đến bây giờ là nhảy cầu cùng với bơi mùa đông, độ khó rõ ràng nâng lên cao, hơn nữa tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đây, về sau sẽ còn tiếp tục gia tăng. Đối phương tự hồ cũng không vội vàng mà tăng nhanh độ khó, tính từ lúc nhâm hòa trọng sinh sang thế giới này tới giờ cũng mới chỉ có mấy tháng mà thôi. Tựa như nhiệm vụ nhảy cầu vậy, tuy rằng thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng là so sánh với người đang nắm giữ kỷ lục nhảy độ cao 70 m thì tranh lệch quá lớn. Đây cũng chỉ là nhập môn nhảy cầu mà thôi, kể cả tùy tiện nhảy cũng sẽ không chết. Nhưng đây cũng không phải nói là nhiệm vụ này đơn giản, bởi vì kiếp trước nhảy ván Olympic hạng mục cao nhất cũng chỉ có 10m mà thôi, chẳng qua là chú trọng tới động tác biểu diễn, mà điều chính mình cần chú trọng nhất chính là không được chết. Phải biết rằng nếu như từ độ cao 70m rơi xuống nước, nếu như tư thế không đúng, như vậy thì chẳng khác gì rơi trên xi măng vậy. Đi bán muối là cái chắc, ngay cả khi nhảy cầu ở đất bằng, nếu như tư thế tiếp nước không đúng thì cảm giác chẳng khác gì bị ăn một cái tát vậy nhưng mà nghĩ lại chính mình phải bơi ở trong dòng nước lạnh như băng thì nhâm hòa có chút nhức trứng. Đó là thật sự lạnh đấy. Hơn nữa lần này, chính mình phải nhảy từ trên cầu xuống, không giống như lần trước gần bờ sông. Lần này nếu như bị bóng gân thì đoán chừng chính mình phải vĩnh biệt dương tịch rồi. Cùng lúc đó, ký ức về kinh nghiệm nhảy cầu toàn bộ hiện lên trong đầu của nhâm hòa, lần này kỹ xảo mà hệ thống cho hắn cũng không có quá nhiều mê hoặc, không bắt hắn phải làm động tác quá khó. Chỉ là kỹ năng nắm giữ thân thể cân bằng khi lấy đà, bảo đảm bản thân sau khi tiếp nước thân thể cùng cánh tay theo một đường thẳng, giảm thiểu tối đa lực càn của nước lên cơ thể. Nhâm Hòa nghĩ nghĩ một chút, có lẽ chính mình có thể làm được. Sau đó chính là nhiệm vụ thứ hai. Sớm biết như vậy sáng nay, chính mình báo danh để đi thi chạy ma đa tông thì tốt rồi. Còn có thể được thêm 10 điểm nữa. Cũng không biết hiện tại báo danh bổ sung có được không, hẳn là có thể đi. Nhâm Hòa cũng có chút không chắc chắn, buổi tối sau khi nhâm hòa dạy cho dương tịch bài ta ở quảng trường nhân dân ăn gà rắn thì lập tức đi ở trên sân thượng có chút lạnh nhưng mà nếu như để hắn cùng dương tịch cô nam quả nữ ở trong phòng thì dương tịch lại ngượng ngùng hơn nữa nếu dương ân biết thì có vẻ không được tốt cho lắm trong khoảng thời gian này thần thư vẫn đều đặn cập nhật ba chương một ngày đối với hắn mà nói cũng không gọi là áp lực mà tiền nhuận bút tháng này của thần thư cũng không làm hắn thất vọng mười chín vạn có thể nói thu nhập một tháng mười chín vạn tuy rằng chưa thể so sánh với xã hội thượng lưu, nhưng đối với loại người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh như nhâm hòa thì đó là đủ rồi, ít nhất không lo cơm áo gạo tiền, trong tay có tiền, trong lòng không có lo lắng. Ngày hôm sau hắn đi tìm giáo viên dạy tiếng Anh, thầy, em muốn báo danh thi chạy marathon. Giáo viên tiếng Anh nghe vậy thì sừng sốt một chút, danh sách buổi chiều hôm qua đã được gửi lên thành phố rồi, hiện tại muốn đăng ký tham gia chỉ sợ không được. Mợ nó, chuyện này có chút nhức chứng rồi, chẳng lẽ lại phải làm phiền chú hoàng một lần nữa nói là chính mình muốn tham gia cuộc thi marathon nhờ đăng ký hộ sao loại chuyện xấu hổ như vậy cũng không nên phiền toái người ta chứ kia chẳng khác gì hạ thân phận người ta là đại bí thư của cha bạn ở trong lạc thành cũng được coi là nhân vật có uy vọng không phải là bí thư riêng của một học sinh trung học như bạn chưa kể nếu như cha hắn biết có chuyện này cũng sẽ cảm thấy hắn làm loạn vậy thì phải làm sao đây lúc này nhâm hòa hỏi thiên phạt hệ thống cái mà gọi là quán quân thì chỉ là yêu cầu ta chạy về đích đầu tiên đúng không không phải là danh hiệu quán quân của cuộc thi đúng không phải thiên phạt hệ thống trả lời ít mà ý tứ nhiều làm cho nhâm hòa hiểu kể cả chính mình không báo danh tham gia cuộc thi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này thời điểm tiếng súng bắt đầu vang lên chạy theo là được nhưng vẫn cần chạy về đích đầu tiên chỉ cần không phải báo danh là được chuyện khác thì nhâm hòa cảm thấy dễ làm hơn nữa cuộc thi này cũng chỉ là để lãnh đạo lấy làm thành tích mà thôi sẽ không có cao thủ gì đó tới tham gia, nhâm hòa cũng thoải mái một chút. Thời điểm ra khỏi văn phòng đi trên hành lang hắn nhìn thấy tạ miểu hãn đang cầm tài liệu, thấy vậy nhâm hòa vui cười hớn hở chào hỏi, chào thầy tạ. Kỳ thật tạ miểu hàn là một người hiền lành, hắn đối với nhâm hòa không có thành kiến gì cả, tuy ngày trước thành tích của nhâm hòa kém nhưng học sinh kém hắn cũng gặp nhiều rồi, cũng không thiếu người như nhâm hòa cho nên những rối rắm lần trước phát sinh là do vị trí chủ nhiệm lớp của Nhâm Hòa. Hiện tại hắn đang làm việc ở trường cấp 3, hai người không có liên quan trực tiếp gì nên tạm biểu hãn lúc thấy Nhâm hòa tâm tình cũng thoải mái. Hắn cũng đùa dẫn nói, em hiện tại càng ngày càng tinh thần đấy. Dáng người hiện tại của nhâm hòa cũng không trở thành một kẻ cơ bắp như trong tưởng tượng. Không phải càng ngày càng to lên mà là càng ngày càng hoàn mỹ. Nếu không cởi quần áo ra thì sẽ không nhìn thấy cơ bắp của hắn. Nhưng là người rèn luyện lâu dài thì không chỉ thân thể tráng kiện mà tinh thần cũng sẽ càng ngày càng thoải mái. Loại sức sống như vậy người bình thường sẽ không có. Hơn nữa nhâm hòa còn có hai điểm thuộc tính mị lực, cho nên phản ứng đầu tiên của tạ miểu hãn sau khi nhìn thấy nhâm hòa là tinh thần, cực kỳ tinh thần. Lúc này tạ miểu hãn lại nói, sắp đến thi cấp 3 rồi, gần đây em có chú ý học tập không vậy? Sắp tới muốn đi vào trường nào thế? Kỳ thật thời gian này trở đi nhiệm vụ của nhâm hòa đã bắt đầu hướng tới ngoài trường học, bởi vì một cái trường học không lớn bao nhiêu chứ, những thứ có thể coi là nhiệm vụ thật sự không nhiều lắm. Nhưng mà điều này tạ miểu hãn cũng không hề biết, cho nên trong mắt của Tạ biểu Hãn chính là hiện tại Nhâm Hòa đã thành thành thật thật chăm chỉ học bài rồi. Lúc này Nhâm Hòa vui cười hớn hở trả lời, "Em thi trường cấp 3 này luôn. Em cảm thấy trường chúng ta khá tốt, nên tính toán sau khi lên cấp 3 ở lại học tập ở trường này." ngoạ Tào, lúc này lông tơ của Tạ biểu Hãn toàn bộ dựng ngược lên, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao chính mình ngày hôm nay sẽ bất an như vậy, hóa ra là tiểu tử này muốn thi trường cấp 3 này luôn mà sang năm chính là thời điểm hắn từ lớp 12 trở lại bắt đầu làm chủ nhiệm lớp 10. lúc trước hắn cũng nghĩ tới khả năng sẽ không gặp nhâm hòa nữa nên về sau có việc gấp nên không nói chuyện này với chủ nhiệm lưu hơn nữa hắn nghĩ tỷ lệ phát sinh chuyện này cũng không lớn hiện tại xem ra tạm biểu hãn lúc này cảm giác trên đầu mình như có một đám mây đen to lớn ít nhất hiện tại hắn không thể cười nổi từ giờ đến lúc tổ chức cuộc thi marathon còn một đoạn thời gian nữa nhâm hòa tính toán hoàn thành nhiệm vụ nhảy cầu trước nhưng mà hắn chợt nhận ra một điều là nhiệm vụ này một người cơ bản là không thể hoàn thành. Bởi vì cái gì à? Nhâm Hòa muốn nhảy từ trên cầu xuống thì phải cởi quần áo. Nếu như không cởi quần áo thì khi bơi dưới nước quần áo dày và nặng cản trở, hắn chắc chắn phải chết, bởi vì thực sự là quá nặng. Nhưng vấn đề mấu chốt là hắn không thể nào trần chuông nhảy từ trên cầu xuống rồi chạy lên cầu mặc lại quần áo. Nếu thật như vậy thì chẳng khác gì nhiệm vụ trừng phạt để trần chuồng chạy bộ cả. Lúc đó đoán chừng tất cả các xe qua lại trên cầu đều sẽ chăm chú nhìn hắn cho xem cho nên biện pháp tốt nhất chính là sau khi nhảy từ trên cầu xuống lập tức có người hỗ trợ cầm quần áo xuống bờ sông và chờ hắn như vậy không cần đợi người khác kịp dừng lại xem thì hắn đã mặc xong quần áo rồi nếu vậy thì lựa chọn tốt nhất đương nhiên là tiểu mập mạp hứa nặc rồi kỳ thật nhờ dương tịch cũng có thể nhưng hắn lo lắng dương tịch sẽ ngăn cản hắn nhiệm vụ của thiên phạt hệ thống cái sau càng nguy hiểm hơn so với cái trước vạn nhất về sau dương tịch không muốn hắn liều mạng như vậy thì làm sao chỉ có điều là hắn không thể dừng lại được hiện tại không phải hắn không có ý nghĩ muốn dừng lại mà là vấn đề ở thiên phạt hệ thống có nguyện ý hay không quyền tuyên bố nhiệm vụ là nằm trong tay đối phương chính mình thân bất do kỷ nhâm hỏa tuyệt đối tin tưởng rằng nếu như hắn thực sự dừng lại thì đối phương chắc chắn sẽ trừng phạt hắn bị liệt dương cả đời cho xem nghĩ đến đây nhâm Hòa lại hỏi thiên phạt hệ thống những nhiệm vụ như thế này sẽ kết thúc không có thể hay không nếu ở một thời điểm nào đó ta không muốn kiếm tiền từ phương tiện vui chơi giải trí của kiếp trước nữa một mực sinh sống an bình thì ngươi có thể dừng công bố nhiệm vụ mới được không chẳng lẽ nếu về già rồi cũng phải mỗi ngày đi làm nhiệm vụ chứ nhâm hòa biết thiên phạt hệ thống có tư duy tự chủ riêng hơn nữa vẫn luôn không có ý đồ cố tình bắt nhâm hòa trực tiếp tìm chết như vậy đối phương hẳn sẽ thông cảm hắn về giả thân thể suy yếu đi không thể bật mí thiên phạt hệ thống đáp trả mợ nó ngươi nói thẳng ra thì sẽ chết sao nhâm hòa thực sự hết chỗ nói rồi thiên phạt hệ thống nói không thể bật mí nhưng cũng không nói rằng sẽ có một ngày không công bố nhiệm vụ mới nữa Đương nhiên trong lòng Nhâm Hòa cũng hiểu rằng đối phương là có chừng mực. Có chừng mực là tốt rồi. Lúc hắn gọi điện cho tiểu mập mạp hứa nạc để nhờ hỗ trợ chính mình nhảy cầu thì đối phương mậu bức, ta không có nghe lầm chứ. Không có nghe lầm, bơi mùa đông rèn luyện sức khỏe và ý chí. Nhâm Hòa nghiêm túc nói, ta mặc dù đọc ít sách nhưng cậu cũng đừng lừa ta. Kể cả bơi mùa đông thì cũng không cần nhảy từ trên cao xuống dưới chứ. Hứa nạc căn bản không tin lời nói của đối phương. Ngươi đem lời này đi nói với quỷ thì quỷ cũng lời tin ngươi. Giúp hay không giúp, cậu không giúp thì ta tự đi nhảy. Cậu giúp ta thì ta sẽ cho cậu một niềm vui bất ngờ. Nhâm Hòa uy hiếp nói. Giúp. Nghe Nhâm Hòa vừa đe dọa vừa dụ dỗ cuối cùng hứa nặc cũng khuất phục nhận lời. Thật ra tiểu mập mạp này cũng rất khôn khéo, bởi vì cha mẹ hắn là người cực kỳ khôn khéo. Nhưng đối với Nhâm Hòa thì hắn từ trước đến nay đều không giữ lại một chút gì cả. Lúc trước ngay cả tiền tiêu vặt của hắn chỉ có một đồng cũng là chia sẻ cho cả hai người, Mỗi người năm hào đi mua bánh ăn, mặc dù bên trong chỉ có một chút khoai tây, dấm lựu, nhưng mà hai người ăn cực kỳ ngon. Có đôi khi tình bạn thời niên thiếu thực sự làm cho người ta hoài niệm, cùng nhau khổ cực, cùng nhau cười, cùng nhau thảo luận về một nữ sinh nào đó, cùng nhau đọc một cuốn tiểu thuyết, cùng nhau trốn học, cùng nhau đánh nhau, cùng nhau chơi một trò chơi. Hai bên đều là người bạn tốt nhất đối với nhau mặc dù ngoài miệng ăn nói không để mặt gì cả. Sau khi trôi qua vài chục năm quay đầu lại nhìn khoảng thời gian này, sẽ thực sự cảm ơn vì khi đó có đối phương làm bạn. Đó là tình bạn thuần túy nhất, chỉ là ta thấy cậu thuận mắt, cậu chính là người anh em của ta bất kể tháng năm. Vừa ngu ngốc đến dối tinh dối mù, lại vừa nhiệt huyết đến dối tinh dối mù. Nhưng mà khi chúng ta dần trưởng thành lên cũng là lúc nhiều bạn bè rời xa, có lẽ là ý nghĩ bất đồng, có lẽ là tính cách thay đổi. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, nhưng mà Nhâm Hòa cảm thấy đời này hắn không thể lạc mất tiểu mập mạp vướng nặc. Nhâm Hòa mang theo tiểu mập mạp đứng ở trên cầu, gió lạnh rít gào hứa nặc đứng ở bên cạnh hắn dậm chân nói người anh em tốt cậu thực sự muốn nhảy sao nhảy khẳng định là phải nhảy nhâm hòa đứng ở trên cầu nhìn xuống dưới cũng có chút hoa mắt mợ nó nếu không tận mắt nhìn thấy thì không thể hình dung được độ cao chỉ nghĩ 12 hai mét chắc là không cao lắm nhưng khi đứng ở nơi này thì hắn không suy nghĩ như vậy nữa rút cuộc 12 hai mét cao bao nhiêu trong tình huống bình thường thì một tầng của khu dân cư chỉ có khoảng 2.73 bảy mét mà thôi nói cách khác 12 mét tương đương với độ cao của tòa nhà 4 tầng. Hứa nạc đứng bên cạnh hắn lải nhải, kỳ thật cuộc sống còn rất tốt đẹp mà, ta biết việc cậu không theo đuổi được đoạn tiểu lâu một mực là vướng mắc trong lòng của cậu. Nhưng mà đường đời còn rất dài mà, cậu không thể vì không đuổi kịp một người con gái mà đối xử như vậy với chính mình chứ. Trên thế giới còn nhiều con gái mà. Nghe đến đây mặt nhâm hòa đen sì, mợ nó đây là nói cái gì thế? Sao lại liên quan đến đoạn tiểu lâu là cái quỷ gì? Cút 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 nhâm hòa tức giận nói, đợi lát nữa sau khi ta nhảy từ nơi này xuống thì cậu hãy chạy nhanh đến bờ sông tiếp ứng ta nghe chưa? Nếu cậu phát hiện ta ở trong nước có dấu hiệu bị chuột rút hoặc bong gân thì lập tức rút điện thoại báo cảnh sát, còn phải gọi xe cứu thương nữa biết chưa? Trong lòng hắn cũng không có chủ quan, tuy rằng trong quá trình nhảy không thể làm thêm biện pháp bảo hộ, nhưng tốt xấu gì cũng nên chuẩn bị một chút. Nhâm Hòa cảm thấy nếu chính mình xảy ra vấn đề, chỉ cần cứu hộ đến kịp thì vẫn có thể giúp hắn một chút. Lúc này nội tâm của hứa nặc xém chút suy sụp, như thế nào con muốn nhảy vậy? Nhưng mà Nhâm Hòa lúc này đã bắt đầu cởi quần áo, hắn khẩn trương nói, ta cảm thấy hiện tại nên gọi xe cứu thương là tốt nhất. Đánh giám Nhâm Hòa đem tất cả quần áo vừa cởi nhét vào ngực hứa nặng, nếu chính mình không có việc gì mà gọi xe cứu thương thì chuyện lớn rồi. Đến lúc đó khẳng định sẽ liên hệ với người nhà của hắn, bởi vì hắn vẫn chỉ coi như là trẻ vị thành niên mà thôi. Nhâm Hòa thúc giục nói, cậu hiện tại xuống cạnh bờ sông chờ ta. Lúc này hành động của Nhâm Hòa đã hấp dẫn sự chú ý của một số người, hắn cũng nhận thức được không thể kéo dài thời gian nữa bởi vì hắn không muốn nổi tiếng vì chuyện như vậy liều mạng chuyện thứ nhất cần khắc phục chính là sự sợ hãi nếu không có cách nào kiểm soát sợ hãi thì khi bạn ở vách núi cao mấy trăm mét sẽ tiến thoái lưỡng nan khi bạn ở cửa máy bay nhảy dù thì sẽ run rẩy khi bạn trên đường trượt tuyết cũng sẽ chọn phải con đường sai lầm mà tan xương nát thịt nhâm hòa lúc này hít một hơi thật sâu cảm thụ gió lạnh rít qua thả người nhảy xuống lúc này chính là giữa trưa ánh sáng mặt trời mùa đông tựa như một cái kính kỳ quái. Ở trên cầu Lạc Thành có một thiếu niên nhảy xuống, tư thái ở trong không trung khiến cho người xem chỉ biết thốt lên một câu, thật đẹp. Đó là động tác mà thiên phạt hệ thống dạy hắn, mà dựa tố chất thân thể của hắn cũng có thể hoàn mỹ làm theo. Bộ phận tiếp nước đầu tiên là đầu ngón tay, một giây kia khi thân thể nhâm hòa lao vào mặt nước giống như một cây lao dũng mạnh đâm thẳng khiến nước bắn tung tóe vậy. Trong nháy mắt nước sông bao bọc thân thể của hắn, cái lạnh xâm nhập vào tận xương tủy, hắn ở trong nước vẽ ra một đường cong, sử dụng tay và chân đem toàn bộ cơ thể bơi lên mặt nước. Hắn cũng không dám mở mắt trong nước bởi vì nước sông không quá sạch sẽ, cho nên hắn cũng không biết bản thân đang cách mặt nước bao xa. Nhưng lúc này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, bơi thật nhanh lên mặt nước để thở. Ở phía dưới sông chính là một mảnh tối tăm không có ánh sáng, chỉ cảm giác được áp lực của nước. Thậm chí rất nhiều người sẽ sinh ra sự sợ hãi không tên khi ở trong nước, nhưng mà hắn đang vội vàng ngoi lên khỏi mặt nước ít thở không khí trong lành hắn sợ hãi chính mình sẽ cứ chết đi như vậy trong nước sông lạnh giá này ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chạm mặt nước hắn cảm giác được sự kích thích còn lớn hơn so với nhảy băng đi thân thể của mình chịu lực hút của trái đất mà rơi tự do xuống dưới cái cảm giác tiếp cận tử vong như thế này cũng làm cho hắn nảy sinh một khoái cảm khó có thể miêu tả bằng lời nói đó là khoái cảm đạt được khi thân thể hoàn toàn tự do cùng với thiêu đốt sinh mệnh thử hỏi có bao nhiêu người dám từ trên cao mà nhảy xuống dưới phần lớn mọi người sẽ không dám nhưng nhâm hòa thì dám loại cảm giác này thực sự kích thích đến phát nổ mà thời điểm lúc hắn hoàn mỹ tiếp nước loại cảm giác thành tựu này khiến hắn càng hưng phấn hơn gấp mấy lần hắn không nghĩ loại cảm giác này sẽ bị dừng lại ở đây vì khi hắn sống lại kiếp này vẫn còn có nhiều chuyện chưa từng trải qua nhâm hòa cảm thấy thật tốt khi còn sống trên thực tế những người đam mê thể thao cực hạn cũng không phải là người thích đi tìm chết có người thích người khác nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ lại có người thích đi kiêu chiến cực hạn của bản thân. Nhưng còn có một loại người, bọn họ chơi thể thao cực hạn không phải là vì tìm chết, mà là vì chứng minh chính mình còn sống. Bao nhiêu người ở trong thành thị tầm thường, không biết vì cái gì mà sống, cũng không biết tương lai rốt cuộc ở nơi nào, tự hồ vẫn luôn suy nghĩ rằng cứ như vậy mà sống đã là không tồi rồi. Nhưng mà tại đây cũng có một loại người muốn đột phá cuộc sống của chính mình, khi bọn hắn mặc vào trang phục bay tự do, khi bọn họ đi lên giày đinh và trèo lên đỉnh núi tuyết, thời điểm gỡ kính mắt bảo hộ xuống, bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được rằng chính mình thực sự còn sống. Không phải là chỉ tồn tại mà là sống một cách thống khoái. Loại cảm giác này có thể làm cho con người lệ nóng doanh trọng, đó là tận cùng của sự đam mê, dùng chính sinh mệnh của mình làm phương thức biểu đạt. Mà kiếp trước nhâm hòa chính là sống ở trong thành thị mà bị lạc mất bản thân, dẫn thân vào trong hai chữ danh lợi mà không biết chính mình rốt cuộc đứng ở chỗ nào. Hiện tại hắn có cơ hội sống lại một đời, rốt cuộc cũng có thể trải nghiệm qua cảm giác như thế này, cái loại cảm giác khiến lông tơ hắn dựng đứng lên, cảm giác lệ nóng doanh trong sốt sốt. Nhâm hòa rốt cuộc ngoi lên mặt nước, một lượng lớn không khí mới mẻ từ miệng hắn tràn vào trong miệng, hắn tham lam hô hấp, đó chính là hương vị của sinh mệnh. Hắn bắt đầu bơi tự do vào bờ, tốc độ cực nhanh giống như là cá ở trong nước. Thiên phạt hệ thống lần này cũng không quy định hắn phải ở trong nước bao nhiêu lâu, đương nhiên phải nhanh chóng lên bờ cho thỏa đáng. Chờ đến lúc hắn lên bờ, tiểu mập mạp hứa nặc kia còn chưa chạy đến bờ sông kết quả nhâm hỏa lạnh run cầm cập muốn chửi thề nhưng mà lúc hắn quay đầu tìm bóng dáng của tiểu mập mạp thì bỗng nhiên phát hiện dương tịch đang chạy về phía của mình quần áo của mình cũng bị đối phương ôm ở trong ngực mà tiểu mập mạp lúc này thì đang hồn hà hồn hển mà chạy phía sau của dương tịch nhìn có vẻ sắp đứt hơi đến nơi mợ nó nhâm hỏa cảm thấy chính mình đã phạm một sai lầm lớn đó chính là đánh giá quá cao thể lực của hứa nặc mợ nó ai có thể nghĩ tới chạy một hai bước đã thở không ra hơi như vậy. Dương tịch ôm quần áo chạy đến trước mặt nhâm hòa suốt ruột nói, nhanh chóng mặc quần áo của cậu vào đi, không muốn sống nữa sao, làm sao cậu lại đến đây. Nhâm hòa một bên nhanh chóng mặc lại quần áo một bên hỏi, lần trước hắn nói chuyện với hứa nặc đã đặc biệt lựa chọn cuối tuần rồi, cũng không nói với dương tịch, kết quả đối phương vẫn biết mà tìm tới. Hứa nặc hôm qua thần thần bí bí nói với ta và đoạn tiểu lâu, nói nếu có người nhất quyết phải nhảy cầu thì phải làm sao bây giờ, nếu chết đuối thì nên cứu thế nào ta vừa nghe liền biết khẳng định cậu muốn nhảy sông tự vẫn cho nên buổi sáng đã lặng lẽ đi theo cậu đến đây dương tịch quán trách nói làm sao lại lừa ta vớ nặc mợ nó còn chơi cái gì mà hỏi đáp ẩn ý kết quả ở phương diện này thực sự chính là một kẻ ngốc mà ta không phải là sợ cậu lo lắng sao nhầm hỏa lúc này đã mặc xong quần áo vui cười hớn hở nói không có việc gì thật không có việc gì cậu nói thật đi có phải hay không sợ ta ngăn cản cậu Kỳ thật Nhâm Hòa nghĩ gì trong đầu Dương Tịch đã hiểu rõ. Nhâm Hòa cười đánh trống làng, buổi tối cậu muốn ăn gì, ta mời cậu cùng hứa nặc ăn cơm nhé. Bớt đánh sang chuyện khác đi, Dương Tịch nhướng mày, giọng cũng cao lên một chút. Nhâm Hòa à, cậu đúng là được nhỉ. Đây là cách sống mà ta lựa chọn, giống như cậu lựa chọn ca hát vậy, tuy rằng khả năng cậu sẽ không hiểu. Nhâm Hòa một bên vội giải thích, cậu có nói qua với ta sao mà nói ta không hiểu. Dương Tịch bình tĩnh nói, đúng vậy, Cậu làm những việc này xác thực nguy hiểm, người bình thường cũng không cách nào chấp nhận. Nhưng cậu có nghĩ tới hay không là trong những người đó không bao gồm ta? Ta là sẽ lo lắng, ta là sẽ sợ hãi cậu xảy ra chuyện. Nhưng điều này không có nghĩa là ta sẽ đứng ra ngăn cản cậu, bởi vì cậu cũng không phải là vật phẩm của riêng ta. Ta sẽ không ngăn cản cậu bởi vì cuộc sống của cậu thuộc về cậu. Ta chỉ hy vọng rằng cậu sẽ không lừa ta. Nhâm hòa ngây ngẩn cả người, ở kiếp trước hắn đã từng yêu qua một lần. Cảm giác tốt nhất chính là làm bạn với nhau không cần trói buộc không cần chiếm hữu không cần khát vọng có thể khai quật thứ gì đó từ đối phương bởi vì thứ đạt được nhất định chính là thất bại cho nên tuy rằng hắn không thích dương tịch đi hát nhưng mà hắn vẫn ủng hộ dương tịch hơn nữa còn vì nàng mà viết bài hát cũng vì nàng mà làm ra chuyện lớn như đá quán hắn cảm thấy trong tình yêu hai người nên cùng đứng song song một chỗ có hai phòng riêng biệt từng người làm việc ở từng phòng cùng nhau tìm nhà hàng ăn cơm chiều lúc tản bộ sẽ có nhiều thứ để nói lúc ôm nhau sẽ có cảm giác an toàn những người dễ dàng gặp được đều là những người ích kỷ ngu xuẩn bọn họ yêu người khác chỉ là để chứng minh người khác có thể yêu chính mình hoặc là giữ trong tay không chịu thả ra cho đến khi đồ vật trong tay chết đi tình cảm viên mãn đều yêu cầu thời gian để chờ đợi nhưng mà mọi người vẫn luôn thiếu quyết sự kiên nhẫn nhâm hòa tuy rằng luôn cảm thấy dương tịch cũng đủ độc lập cũng đủ tư duy của chính nàng nhưng hắn vẫn như cũ không hề yêu cầu đối phương có thể rộng rãi như vậy chuyện vừa xảy ra thực sự đã cho hắn một niềm vui to lớn hứa nạc đứng ở bên cạnh ăn đầy miệng cầu lương lúc này mới mở miệng khó khăn hỏi hai người các cậu đây là giữ bí mật hiểu không Nhân hòa cảm thấy bị hứa nạc phát hiện cũng không có chuyện gì dù sao đều là bạn tốt nên cũng không cần giấu giếm hứa nạc điên cuồng gật đầu nhất định giữ bí mật nhất định giữ bí mật tuy rằng hắn không biết tại sao hai người này có thể đến được với nhau bởi vì yêu đương thời trung học thực sự rất ít trong tiềm thức của hắn cũng nhắc bản thân là phải giữ bí mật Lúc này trong đầu của Nhâm Hòa cũng vang lên tiếng nói, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng một điểm tố chất thân thể. Cuối cùng cũng gặp khen thưởng tố chất thân thể. Ánh mắt Nhâm Hòa lúc này sáng lên, đến bây giờ hắn cảm thấy thứ thực dụng nhất chính là điểm tố chất thân thể, bởi vì thân thể tốt thì những thứ có thể làm cũng càng nhiều. Mà hiện tại tố chất thân thể của hắn đã đạt tới 6.2 năm, so với người trưởng thành còn phải lớn hơn gấp đôi. Cứ như vậy nhiệm vụ chạy ma la tông càng nắm chắc hơn rồi. Đi đi đi, Ta mời các cậu đi ăn cơm nhé, chúc mừng một chút. Hết chương 90 rồi ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.